Thôi chết rồi các cháu ơi. Này, thằng nào chỉ đạo chúng mày bày nước ra như thế này hả? Mai mới tổ chức cơ mà. Này, bây giờ chúng mày mà bày ra như thế này nhá, thằng vào vụt một chai, thằng ra vụt một chai, chết tiền. Trả cho khăn nó vuông vắn vào cháu. Ôi, bác đèo lên rồi. Không hiểu cái thằng nào chỉ đạo kê bàn ghế mà ngu thế không biết được ấy. Này, bác nhìn kìa, đầu thì thừa mà đít thì dí tít vào cái chuồng lợn. Ngu hết chỗ nói. Mồm mày mất phanh à? À, được tao nói luôn nhá. Ở cái nhà này á, ngoài tao ra không ai được phép chỉ đạo nhá. À, đít công dí nó vào chuồng lợn thì lấy cái chỗ nào để cho ban nhạc nó sập tình? Nó sập tình trên cái đầu mày à? Quyền bố mất. Nói bác Tèo chơi lớn, cưới anh Tương tuyển ban nhạc. Chuyện. Vợ có làm sao không? Sao rằng cái gì nữa? Anh xin lỗi vợ. Lỗi liên cái gì? Từ sáng đến giờ anh đánh đổ em bao nhiêu lần rồi? Anh hứa, anh hứa là từ giờ đến tối anh sẽ không để cho vợ ngã nữa. Có đau không con? Đau lắm bố ạ. Từ sáng đến giờ anh ấy đánh rơi con một lần, đánh đổ con ba lần rồi ấy. Này, mày còn lâu mới làm được chồng nhá. Úi dồi, ngày mai cưới rồi mày để nó cứ ngã ngoặt thế, nhỡ gây chân gây tay thì chết tiền. Chết giả. Chị tươi chị đang có chửa, anh cứ vật ngửa chị ra kia đập bụng vào đâu nhá, chết tiền. Cái mồm mồm mày lại bị mất phanh à? Hả? Chị mới có bầu thì chửa đâu mà chửa. Tôi chết rồi. Đứa nào ngã đây hả? Đứa nào ngã đấy? Vợ chồng con ạ. Ui giời ơi, lại cái thằng này. Tung môn cái thằng này, tao biết ngay cái thằng này hậu động mà. Nó đang có chửa, mày cứ vật ngửa nó ra như thế, bụng nó đập xuống đường, nó tuột ra, chết tiền. Cái bụng mà lại mất phanh à? Chửa. Bà giỏi bà ra loa, mà nói toán lên cho cả bàn dân thiên hạ biết thằng con dâu của bà đang có bầu có chửa đi. Hả? À? Úi giời ơi, ngày mai nó cưới chứ, cưới xong rồi thì có chửa, có bầu, có thai, rồi có em bé, kể cả có nghé con dâu cũng không làm sao. Nhưng hôm nay mà để mọi người biết con dâu của bà đã có chửa rồi thì thành ra là gì, chửa trước rồi cưới sau à? Chết tiệt. Thế nó chả hai vạch đỏ lòm đấy. Kể cả là tám vạch. Mà mẹ ơi, mẹ đã mua nhẫn cưới cho bọn con chưa đấy? Để con với Tươi con thử. Ồ hay. Thế sao bác Hậu bác con Tươi bảo là tài trợ cho chúng mày cặp nhẫn cưới, nên là mẹ có mua nhẫn đâu. Mẹ chỉ mua cái kiềng cho con Tươi thôi này. Đấy. Đấy, đẹp không? Nhẫn cưới của bác Hậu đâu? À, bác ấy có tặng ạ. Nhưng mà con thấy nó cứ làm sao ấy ạ, không được đẹp lắm. Trắng ở nơi này. Nhẫn nhôm à? Hả? Úi giời ơi, cái thằng cha Hậu nó chém gió như đúng rồi. Hôm trước uống rượu, mồm nó xét. Tôi sẽ tài trợ cho cái thằng Tương với con Tươi là một cặp nhẫn cưới. Ấy, bây giờ nó thế này đấy. Úi giời, nó không biết ngượng mồm. Mà xã hội kể ra bây giờ cũng lạ. Người người chém gió, nhà nhà chém gió. Thế mà ông không thì rét à? Hả? Bây giờ tôi quyết định thế này nhá. Bà khẩn trương xuất tiền cho cái thằng Tương đưa con Tươi đi lấy nhẫn cưới nhá. Khẩn trương triển khai luôn và ngay. Cả nhà nghe tôi chỉ đạo đây. Khẩn trương triển khai luôn và ngay. Thằng Tí chở chị Tươi. Thế còn ông chở thằng Tương đi mua nhẫn cưới. Thôi, thôi. Để cháu chở bác Tèo, còn cho anh chị đi với nhau cho tình cảm. Tình cảm cái gì mà tình cảm? Rồi thằng Tương lại vật ngửa con Tươi ra giữa đường ấy. Chết tiền. Xe thì to, mong bà chạy như đưa đá mất tên đi, bao giờ mới ra đến Hà Nội? Thì bác cứ chạy trước đi, bác chạy bao nhiêu cháu chạy bấy nhiêu. Oh.
Trời ơi. Ôi trời ơi. Bố anh Tươi có làm sao không hả? Ôi, đường làng mà bác phóng như trâu hút mả thế này, chết tiệt. Ông đi đúng kiểu gì đấy? Đường làng mà đi như ăn cướp đấy, đi ngu hơn cả bò, chết tiệt. Anh bò thông cảm. Mày có võ không một tôi cả hai bố con ấy. Võ mẹ cái gì? Thế mà bố cứ chê con đi xe ảo, cho bố đẻ con trả cho. Đây là chẳng qua do không may, mà cả năm nay bây giờ bố mới ngã. Để bố mày trả nhá. Chứ mày đèo bố mày để vật bố mày ngã gãy chân ra đấy. Ngày mai mày cưới rồi, bố cầm cái chén rượu đi tiếp khách, lại chân chấm phẩy như thế nhìn nó mất đẹp. Này, chết tiệt. Thôi, để cháu đi trước giữ tốc độ. Chứ bác đi thế này á, chết tiệt đấy. Đi. Quay xe lại cho toàn. Ôi, toàn ngay hai cây chuối rồi. Cẩn thận nha. Đưa lên xe đi. Mình đi ra, dắt xe ra. Bố lại đánh rơi con rồi. Ôi giời, thế là đã đến nơi. Ô, bác Đào, anh Tương đâu? Bố, chồng con đâu rồi hả bố? Rõ ràng nó ngồi sau xe bác các bạn nhỉ? Trời ơi, bố lại đánh rơi chồng con rồi. Trên đường đi bác có phanh gấp hay là xòe thêm phát nào không? Không, cả khúc sau bác đi càng ghét luôn. Thậm chí là chân còn chưa chạm phanh lần nào. Tại sao lại rơi được nhỉ? Chết tiệt. Ôi giời ơi, con vừa gọi cho anh Tương, bố đánh rơi anh Tương ở bụi chuối rồi. Ôi giời. Thế bây giờ phải đợi anh Tương đến thì con mới mua được nhẫn chứ bố nhỏ. Cái gì? Đợi nó được sáng mai à? Thôi, con cứ vào đi, để bố chọn cho. Thôi vào đi. Con. Anh Dương ơi, xin chào ạ. Cháu thể giúp gì được cho bác và anh chị ạ? Tôi vào sắm cho cháu đưa cặp nhẫn cưới. Con chọn đi. Con ưng cái đôi nào, bố sẽ mua cho. Anh chị ưng đôi nào để em lấy lên cho mình xem ạ. Tí. Dạ. Xem thấy đôi nào đẹp bảo chị. Em thấy đôi nào cũng đẹp chị ạ. Nhìn khoái trong mắt. Cháu này. Dạ vâng. Thế tại sao cháu không tư vấn cho Huy Thanh về mở quê bác một cái cửa hàng cho bà con phấn khởi? Mua có mấy chỉ vàng ra tặng để vất vả quá. Dạ bác cho cháu hỏi là địa chỉ nhà bác ở đâu ạ? Để cháu truyền đạt lại đến giám đốc của cháu ạ. Cứ hỏi Google rồi. Xã Biển Động cách có 30 cây thôi. Mà quê bác ấy, thế nào mấy năm gần đây cứ nhà nào cũng có đám cưới là cứ cuống lên tôi hỏi cái địa chỉ là đổ trang sức Huy Thanh đấy. Dạ mô ma bên cháu thay đổi liên tục, phù hợp với giới trẻ, nhất là những cưới các bạn. Tốt. Anh cho em xem đôi này nhá. Dạ vâng. Vâng, quá đẹp luôn. Đang hot trend hôm nay đấy. Dạ, hai vợ chồng anh chị thử đi ạ. Này, mày có phải là chồng nó đâu, mày định xỏ. Bỏ ra. Dạ, tay anh, sai tay anh có vừa với sai tay của chồng chị không ạ? Có. Kể cả là có, không được xỏ, nhá. Mày mà xỏ trước như vợ chồng của thằng Tương nó có vấn đề gì thì chết điện. Thôi để bố xỏ nhé. Tay bố tay nó xếp xếp nhau. Ôi giời. Đẹp đôi phết nhỉ. Này, có khi bố có thể lấy thêm vợ nữa được cái phòng. Bố nha. Con về con mách mẹ đấy. Anh ơi, đôi này bao nhiêu tiền đấy? Dạ vâng. Bạn ơi, thế nhà tôi mấy hôm trước đến đây mua cái kiền. Thế có bảo là nếu mua sản phẩm tiếp theo thì sẽ được giảm giá, có phải không? Dạ vâng, nếu mà bác mua sản phẩm thứ nhất rồi thì sản phẩm tiếp theo bác được giảm 20% bác nhé. Thế à? Ừ. Tôi chốt đôi này. Bây giờ anh hỏi hai thằng chúng mày nhá. Cái thằng nghệ sĩ khóc thằng Đoàn ấy, nó thao to là bằng mọi giá, bằng mọi cách là phải khôi phục cái đàn óc này.
bây giờ khôi phục làm sao, khôi phục như thế nào, khôi phục để làm gì? Để đi diễn thì anh làm gì nữa? Hai, thế theo anh thì khôi phục để làm gì? Khôi phục thì để bất gì chứ để làm cái gì hả? Nó nát be nát bét này, bây giờ nó bảo thừa có thừa bằng mắt, cầm ngay và luôn vào trong nhà cất cho anh để làm đồ kỷ niệm. Thôi mất cả phù, mang vào luôn đi, nhanh lên nhặt hết vào, nhanh lên đấy, đi mà đi, nhanh lên mà này, nhớ cất vào cái tủ quần áo của tao nhá, giấu cẩn thận mà. Vâng ạ. Không thằng cóc nó biết nó tủi cho cả nút, đêm nay mất ngủ nhá. Ôi trời ơi, cái gì đấy hả? À, cái thằng chó này. Dạ. Mày đi xe mày phóng kiểu gì mà như mà mày vào trong bệnh viện ấy hả? Mày vừa đâm ở đứa nào phải không? À? Mày đâm ở đâu, đâm ở chỗ nào, đâm làm sao, đâm kiểu gì? Mày nói cho tao nghe, khai mau. Đâu, em có đâm vào ai đâu. Thế sao mặt mày tái mét như kia? Ui dồi, em đang vội lên đây để thuê ban nhạc đi đánh đám cưới. Mời thô hả? Vâng. Ui thật tuyệt vời. Thế đến đây rồi, mời anh vào đây, mời anh gắn đi. Thế thô như nào, thô tậu như nào? À, diễn vào buổi chiều lúc dựng rạp, lúc ăn uống ấy, hay là lúc cử hành hôn lễ? Dạ, lúc cử hành hôn lễ ạ. Thế tuyệt. Vâng. Ừ. Vừa rồi là gia đình em thuê cái ban nhạc chuyển động ấy. Ừ. Nhưng mà xảy ra sự cố, đêm nay sang nhờ các anh giúp nhá. Cả họ nhà mình ngu. Tháng này đi gọi cái bọn miền Đông, bọn miền Đông tuổi đi, toàn những cái đứa nàng nhàng hát nót. Đây này, biển vàng em đi giữa biển vàng, em anh mang từ đồng nua hát đông nua tín vàng ươm đấy, nó nổi tiếng như thế. Toàn sao ở Nga, sao mày không mời? Cả họ nhà mình ngu lắm, thảo nào nôi biển động thành ra cả họ nhà mày bất động. Thôi anh xem nào, sang giúp nhà em đi. Thôi nhường ơi, để tao gọi cái thằng tưởng đoàn nó xuống đây nói chuyện với mày cho nó oai. Thế em không làm việc được với anh à? Thì tao chưa có con dấu chứ, con chữ ký nhé. Thế anh đây, để gọi. Cóc ơi, Cóc ơi, này cái gì đây? Xuống đây, xuống đây, có người gọi thô. Thô hả? Ừ, xuống nhanh xuống nhanh. Này, cái thằng tưởng đoàn tao nó tốt tính nhưng mà nó cực kỳ nóng tính, cho nên tí nữa xuống đây mày phải ăn nói cẩn thận, không nó vả vỡ mồm hỏng việc thì tết tiền. Dạ. Đây này. Ừ? Hay nó đến, nó mời thô. Thô hả? Đến mời thô. À, thằng này biết rồi. Ừ. Mày ở đám tang nhà Tương Tèo gì? À quên, đám cưới nhà Tương Tèo chứ gì? Dạ đúng ạ. Hôm nay bác Tèo tổ chức đám cưới cho anh Tương. Chỉ còn đúng một tiếng nữa là dâu về đến nhà. Các anh sang cấp cứu em phát. Thế sang cấp cứu cho nhà mày à? Vâng. Chữa cháy. Ôi giời ơi, còn một tiếng nữa dâu về đến nhà mày sang cấp cứu thì bọn tao cấp cứu kiểu gì? Thôi bây giờ này, mày về mày bảo lão Tèo với thằng Tương ấy lùa con cháu ra cho nó mang soi mang nồi ra mà gõ cho nó vui để cử hành hôn lễ chứ bọn tao chịu. Thằng cóc một người mày chả nghĩ sâu xa gì cả. Cả cái mùa Covid nghỉ dài ăn Tết rồi trong nghỉ nửa năm trời không làm được một cái thô nào, tiền thì cũng có, bây giờ người ta đến người ta cấp cứu thì mày cứ chém đẹp vào việc gì phải chí mày. Thôi được rồi, tao nể nhạc sĩ nhà Tinh Ngao. Ừ, lâu không được làm nghề nó ngứa nghề nha. Mà tao nói luôn, đánh cấp cứu là 2 năm củ. Được thì tao lùa anh em nghệ sĩ đến phục vụ, không thì thôi. Ôi, bọn biển động lấy có 5 triệu. Các anh sơi ra gấp 5 lần chúng nó, 200 triệu á? Chết tiền. Chết tiền gì? Bọn tao toàn thao hạng A, đúng không? Toàn những người nổi tiếng. Chứ có cái bọn biển động toàn lằng nhằng vớ va vớ vẩn. Cú cái đòi đú với công. Mà tao nói cho thằng ấy biết nhá, kể cả anh em nghệ sĩ trong đoàn mình nhá, từ nay giờ đi tuyệt đối là không ai được nhắc cái từ biển động ấy chứ. Mà tao nói cho mày biết nhé, bọn tao về biển vàng nhá. Ừ. Tầng cấp là gấp 5 lần cái bọn biển động. Đúng rồi. Cho nên bọn tao thu giá gấp 5 lần chứ không có gì là ngạc nhiên cả. Ừ. Thích thì tao phục vụ, mà không thích thì thôi. Mà tao quyết định luôn thôi, không phục vụ nữa. Thôi anh ơi, để em hỏi kiến bác em đã nhá. Ừ. Hỏi đi luôn ngay. Lôm cồm vớ vẩn. Này, gì? Mày chém họ hàng nó mặn chi? Để cho chúng nó khát nước hết cả nút này. Kém là vừa thôi, 5 củ rưỡi là anh em mình đủ trang trải cuộc sống thôi. Mày nào thế là nó bồng thù cái gì có mày tiết tiền. Thằng ngu này. Ừ, mãi mới được một xô thì mình phải tăng cho nó đẹp chứ này. Mà cứ tính toán như mày thì bao giờ mới thoát nghèo được. Tôi để xem tình hình nào.
Ok. Dạ. Bác em đồng ý 200 củ. Đấy. Bây giờ các anh sang giúp em luôn nhá. Đi đi. Đồng ý nha. À mà này tao tặng luôn. Tao tặng luôn nhá. Khi bọn tao biểu diễn là cả họ nhà mày phải tôn trọng nghệ sĩ nhá. Buông bát, buông đũa xuống, mồm cười duyên, tay vỗ rộn ràng. Chứ đừng cái kiểu mà ăn nhồm nhoàn trong này dơ lên. Dô, hai, ba, dô. Là bố bỏ về luôn ấy. Kể cả 100 triệu bố mẹ không chết nhá. Bỏ luôn. Thôi được rồi, các anh sang giúp luôn đi, cũng chết tiền. Nhớ đấy nhá. Nhớ. Em phải chút đi. Phải ơi. Ra, ra anh bảo đây. Bây giờ nhá, chuẩn bị thu dọn đồ đạc có xô. Có xô rồi. Ừ. Bây giờ chuẩn bị trang thiết bị âm thanh ánh sáng nhá. Nhờ Phèo nhắc chị em múa là chuẩn bị phục trang nhá, là lượt thơ, nước hoa thơm phức rồi. Để mình đi xô, nhưng khẩn trương thì không bỏng chết tiệt. Này thằng kia, các cụ đã bảo rồi, ăn trong nồi ngồi trong hướng, thế mà cái cục của mày ngồi trành anh thế này thì bố nó nào nó qua được hả? Bây giờ này, đỗ gọn cái cục này vào trong kia để cho đoàn nghệ thuật của chúng tao đi qua nhanh lên, muộn lắm rồi. Xe hết dầu rồi, đang đợi thằng chủ nó mang ra. Thế thằng chủ của mày bao giờ nó ra? Sáng nay nó đi ăn cỗ, vừa gọi điện cho nó bảo là nó ăn xong nó mới ra. Ôi dồi ôi, thế thì chủ mới tớ mày giết chết cả đoàn tao rồi. Bây giờ này, mày chuỗi cái cần của mày dài ra để cho đoàn chúng tao đi qua. Mày điên à? Hết dầu thì rối vào mắt à? Thế cái cục này của mày nặng bao nhiêu ký? Nhẹ không thôi, khoảng 2,5 tấn. Ôi dồi, 2,5 tấn à? Ừ. Đang thì nhờ bọn chúng nó xuống khênh cái cục này vào, bây giờ 2,5 tấn là không ổn rồi. Ngao ơi! Hả? Làm gì mà lâu thế? Tao đã đàm phán với cái thằng ngành chưa được. Mà này, hả? Mày gọi ngay cái con Thảo TTV xuống đây tao nờ tí. Nhanh lên. Tán chết thế này. Thảo, anh nờ tí. Vâng, sao anh? Mày nờ nhá. Em nên bảo cái thằng máy múc nha, nó duỗi cái cần này ra để cho toàn mình đi qua chứ mình đã muộn mất rồi nhá. Được thôi, nhưng mà sao anh đừng có gọi em là TTV nữa đấy nhá. Ừ, thì mày là vất trò chị thì nó rõ ràng như thế thì anh gọi mày, mày phải tự hào, thấy chưa? Bây anh giờ, này! Nhanh lên, dùng mỹ như thế để cho này rũi ra. Được thôi! Anh ơi, anh giúp em nâng cái cần của anh dài ra một tí được không? Cho tụi em đi qua, tụi em đang vội lắm ạ. Cần này ạ? Vâng ạ. Ok ngay. Em cảm ơn nhá. Bây giờ lên đây, em lên đây cùng anh ấy tợ ngực cho anh ấy nhá. Lấy đi. lên đây. Đấy, được rồi. Thế, rồi. Đứng đấy, đẹp lắm. Đấy, được. Đuôi nha. Ấy, quá tốt. Úi dồi, máy nổ tầm răng lên mà nó lại bảo hết dầu. Đây, thôi, sao không đuổi được à? Hết tiệt dầu rồi. Ô, hết tiệt nha. Được rồi. Ô, thế này là nọt rồi, yên tâm rồi. Vừa rồi. Cóc Phẩu ơi, nè. Cóc Phẩu ơi, này, nhớ là cứ theo hướng bên phải của tao nha. Này, tiến lên, sang bên phải nhiều vào. Rồi rồi, bên phải nha, hết cơ nha. Theo hướng tay bên phải đi vào, tốt lắm, xuống mương rồi, thôi, ai ôi, chết rồi, con đau không, ôi rồi, có đau không, ôi rồi, cốc môn cái thằng ngao kia, đi, mày dẫn được chỉ lối như thế thì chết tiền, cốc môn cái thằng cốc bầu kia,
sao tự nhiên mày đổ cho tao? Lỗi có phải tại tao đâu. Đây hoàn toàn là do những cái thằng mua bằng nó mới thế nhá. Tình chỉ có thế thôi, quá kém. Úi dồi ôi, đã vội để cho hôm nay mà bong cái xô này mà chết với tao. Úi trời ơi. Thôi mày không phải kêu nữa. Ừ. Ôi yên tâm, có tao có cách rồi. Tháo hết đồ ra, tháo hết đồ ra. Nên nên còn kịp. Úi dồi ôi, bong cái xô này chết liền. Ôi, để mời bác vào xây nước ạ. À. Vâng. Tí 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 tí. Tí đâu? Ra 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 ra. Cháu đây. Này. Thế mày không định để mồm mày mọc ra non được một lúc à? À. Lúc nào cái chai camera kẻ kẻ mồm. Lạ thật đấy. Gọi đúng tên rồi còn hỏi. À thôi, vào trong nhà lấy cho bác cái kính. Bác còn đọc tin nhắn. Ô, kính bác để trên đầu lên tay. Bạc ngẫn rồi. Mà thôi, đem đây cháu đọc cho nó nhanh. Ôi, tôi chết cha rồi bác ơi. Sao? Đoàn đón dâu bảo đúng 10 phút nữa là có mặt ở nhà. Mày vừa bảo là 10 phút nữa là cái bọn biển vàng nó đến đây. Thế tôi chết rồi. Thế mày định để cho cái bọn ca nhạc với cái bọn đón dâu nó đè lên nhau cùng một lúc à? À, ôi nhỉ. Tôi chồng mày giết tao rồi. Tôi chết rồi. Bây giờ thế này nhá. Mày phải tìm cách thế nào để đưa cái ban nhạc đến sớm nhá. Đến trước phải còn chuẩn bị. Cháu có cách rồi. Cái gì? Bây giờ cháu chạy ra ngoài kia, cháu lập một cái barrier chặn đoàn nhà ta lại, đo thân nhiệt, phòng Covid, cho đoàn ca nhạc vào trước. Thế là chuẩn bị đoàn mình vào là vừa. Được. Thôi thế thì triển khai luôn vào ngay. Nhanh, chết tiền. Dạ. À. Ê, nhanh. Có cái thằng này. Dạ. Mày quay cái gì đấy? Cháu quay bác. Ôi dồi ôi là dồi. Tao thuê mày về đây để quay đám cưới nhá. Chứ không phải thuê mày về đây để quay tao, chửi con mắng cháu, hiểu chưa? Vâng. Xuống quay các cụ cái kia. Vâng, vâng. Úi giời, vâng, vâng. À, từ. Dạ. Mày chui khẩn trương cái đoạn vừa nãy đi, nhá. Dạ. Không như cái nó mà lọt vào trong cái đám cưới mà nó lạc lên bạn, chết tiền. Nhanh lên, nhanh cái chân lên. Đấy. Nhanh lên anh chị em nghệ sĩ ơi, bông là chết tiền đấy. Chạy nhanh lên. Đây này nào anh chị em ơi. Nhanh nhanh đi em ơi, băng thô là chết tiền. Nhanh nhanh lên, chết tiền đấy. Ông thấy không, đường xá bên này họ bê tông hóa hết rồi ông nhỉ. Ừ, đẹp, bên, thật, đẹp hơn chứ. Bên mình ấy. Bên này nó có vẻ nó có điều kiện đấy. Họ nhà gái mình dừng lại, nghe tôi phổ biến mấy điều đây. Xin phép các cụ nhà giai mấy phút ạ. Nhà giai ấy, nó có điều kiện kinh tế hơn họ nhà gái mình, nên nó văn minh hơn. Vì thế tôi quán triệt họ nhà mình như sau. Đấy. Khi vào rạp là không cười đùa nhắc nhở, không ho khạc nhổ, không bốc bải và nghiêm cấm ý, là không được vệ sinh bừa bãi. Cả họ rõ chưa? Anh ơi, em mắc quá. Anh che cho em đi trước nhá. Yên tâm đi, trong đây không có ai đâu mà sợ, có thoải mái anh che cho. Đúng rồi, cháu. Che cho em. Đi. Trong này có người, tao nó ném đây. Ông Lâm cố anh em đấy. Tôi muốn biết như này. Tao vừa nói xong đã nhảy chúi làm cán rồi. Nên này. Nên. Nên vứt dậy. Tôi này này, ông ơi, tôi bỏ đây. Tôi nghe nói nhà này là nó có điều kiện lắm ấy. Nó có cả nhà sống nhà chết. Anh nói buồn cười. Đám cưới ấy, không ai người ta gọi là nhà chết, mà người ta gọi là nhạc trống nhạc mãi. À thế à? Dâu dài như này mà đúng. Rồi. Giữ cái mồm ấy. Rồi. Đi. Thôi đi. Ờ ra đi vào hỏi mình vào thôi. Đi. Giữ cái mồm nhá. Thôi rồi hỏi như mình nhanh chân thôi nào. Đi đi. Ôi. Dừng. Dạ kính thưa hai họ. Để đảm bảo sức khỏe thì đề nghị hai họ là đo thân nhiệt để phòng chống Covid. Giờ mời hai họ là xếp thành hai hàng để chúng ta đo thân nhiệt ạ. Xếp hàng ngay các bà con ơi. Chết tôi rồi. Tự dưng để nhận cái chức trưởng đoàn với nhà nó. Ui. Một sáng ăn cỗ ấy, để tiếp khách giết hơn 50 chén. Không biết là thân nhiệt có tăng không. Ui, mùi hồng xiêm thơm lừng như thế. Không tăng thôi. Cánh ra nào, cánh ra vẫn công vẫn như thế, chạy như chạy tàng. Ôi, đám cưới mà tôi thấy nó chạy như chạy tàng ấy ông nhỉ.
Cái mồm. Hay mất phanh lắm đi. Chết tiệt. Chết tử. Kéo xuống. Đầu đo thân nhiệt. Dạ, mời bác đưa tay đây ạ. Bác đưa tay đây. Buồn. Thế thì im nào. Ôi tôi chết rồi. 40 độ, không vào được. Mời bác về ạ. Về. Này, mày có biết là tao là đại diện cho họ nhà gái không nào? Mày không cho tao vào thì lấy ai tao không hiểu. Ô, bác bảo bác là đại diện họ nhà gái thì cháu cũng chỉ biết bác là họ đại diện họ nhà gái thôi. Chứ mà bác thông cảm nhé, nhà cháu lại không có vùng cấm. Mày có tin là tao cho cả họ nhà tao về không hả? Dạ, bác về đi ạ. À, bác giỏi thì bác đem cái quả bom nổ chậm nhà bác về đi, xong là kiểu gì tí chả mang lại. Họ nhà mình về. Quay lại. Bác. Ngáo ơi. Ơi. Thôi nhanh ném vào đây cho nó nhanh, vứt vào đây cho nó nhanh, khẩn trương. Từ từ, đây. Này đỡ này. Đây. Chú trưởng đoàn đây. Đây không phải trưởng đoàn, thằng kia mới là đoàn trưởng, còn đây là phá đoàn. Chú trưởng đoàn đây, này, còn có 5 phút nữa thôi, liệu có kịp không? Không chết điền đấy. Khổ quá nhỉ, đã nhắc gia đình rồi, đừng có dục. Vinh phúc không dục được đâu, 5 phút nữa vô tư. Công ơi, ơi đây ra, đây ra. Khẩn trương giúp biết một cái rồi, đi. Khổ quá nhỉ. Đấy, khổ, thế này. Ôi trời. Thế thì bác giúp vào đây làm gì? Rồi chú làm cái gì mà cả đàn nó bay trong tay tôi rồi. Bác có làm sao không? Bác có làm sao không? Hả? Bác có làm sao không? Hả? Tôi chết rồi. Đưa xem nào. Alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. Alo, alo, alo. Hả? Ông nhiều thế này. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đưa một tay ngay đi. Tại sao chú để alo vào đây? Khổ quá nhỉ. Thế em alo bên tai bên này bác không nghe thấy gì hả? Không. Chết rồi. Thế là bác bị xịt mất cái vế bên này rồi, thủng màng nhĩ bên này rồi. Hả? Không có vế bên này à? Vâng. Chết tiệt chứ con. Ui giời ơi. Thôi. Này, em bảo này. Hả? Khách khứa người ta đang vào đông như kìa. Nhớ bác già bác đón khách đi không. Ở đây xịt nốt cái vế này là chết tiền. Ra đón khách đi. Thế thì để giúp vào đây làm gì? Chứ người ta đang làm việc. Đồng ngôn cái thằng nào cao cái cuộc thế này. Cười thế nào được. Nhanh lên. Cái này có gì mà mày không gánh được. Mày chỉ cần banh ra để ngu chết. Làm ăn. Thế em không nói sớm. Không nói sớm mày ngu chứ. Cưới không được vào thì trả về. Ôi, về đi con. Ê, có chuyện gì đấy? Ông ra đây rồi. Thế thằng này là không cho tôi vào không ạ? Cái gì? Không cho vào. Thế. Dạ. Tại sao mày cứng nhắc như thế hả? Bà. Mày phải biết đặt cách cho cô dâu chú rể. Rồi đại diện họ nhà gái chứ. Nhưng mà cháu có biết ai là đại diện họ nhà gái đâu. Với lại theo chỉ đạo của bác, nhà mình không có vùng cấm con gì. Cái gì? Ôi trời, khổ quá, nhìn mặt như thế này. Các cụ đã nói rồi, nhìn mặt mà bắt thỉ rong nhá. Nhìn mặt cái đầy tư cách thế này phải biết chứ. Mày mở mắt ra chưa? Mở mắt chưa? Nhìn! Ờ, mày tư cách. Vào. Vào đi. Bác ạ. Con đi, nhanh. Con đi, bác ơi. Dừng lại. Dừng lại. Đo thân nhiệt. Ôi, làm sao phải đo. Lên. Ôi trời, xin mời. Đỡ. Đội đặt cách vào đây ạ. Đỡ này. Bắt theo. Hả? Nghe tôi chỉ đạo đây này. Khẩn trương luôn vào ngay. Cho hai đứa chúng nó vào bổ củi. Kẻo các cụ chờ nhá. Mà tao dặn luôn hai đứa nhá. Dạ. Thằng Tương với con Tươi đứng cách thật xa cái bàn thờ ra nhá. Nhỡ mà rơi cái con gà và cái thủ lợn của bố mà thì chết tiệt đấy. Dạ. Đi vào, nhanh lên. À thôi thế để xin mời bác Nhân Nhôm với cả ông dâu dài ngồi ngay khán đài A cho nó ra vấn đề. Ừ, vào đi ông. Thôi. Ngồi đi. Hoành tráng quá ông nhỉ.
Nhanh lên Phèo, ôi Phèo ơi nhanh lên, khổ quá nhanh lên thì muộn rồi. Ôi, vô đầu tôi rồi. Chết rồi. Tai nạn rồi. Chết nào. Ôi, chắc lắm. Ôi, tông một thằng ngao. Ôi, mày ném kiểu gì mày chống úp vào đầu người ta thế này. Mà này chết buồn cười, tài thật đi. Tao ném thế nào mà ném thẳng nó lại vòng quả túi, úp luôn vào thủ tao này như thế nào nhỉ? Ôi trời ơi, nào, nào. Chắc lắm, cái trò chống vào đầu này chắc lắm. Còn thế này nha, các bác cứ bình tĩnh. Riêng về rút trống ra thì cần người có tâm, có đức, có kiến thức, có trí tuệ thì mới rút được. Chứ còn những cái loại nhiều tiêu, ngu ngơ, nơ tơ mơ, ngu chi đần độn làm sao mới rút được ra. Bó tay tấm con nhá. Bây giờ mình rút trống thì mình phải rút thế nào? Rút ra làm sao? Rút kiểu gì? Đúng không? Từ rút thông thường ấy, có rút vào mắt. Đúng không? Tông môn mà thôi, bây giờ mày biết cách rút, mày rút cho người ta đi. Không, để cho người ta hiểu. Này, bác cứ bình tĩnh nhá. Hồi đầu đấy, thế này, bây giờ ra đây, thế này. Ra đây, thế này, bác theo em, ra đây. Thế, ra đây. Đấy. Đấy. Xác định là đâu đấy. Đấy, bác ngồi xuống đây. Đấy, tiêu khó hơn khó tiêu. Bây giờ bác đuổi thẳng hai cái chân này ra. Đấy. Thằng ta đâu dài, thằng này. Ngồi đây, giữ chặt chân ông ấy cho tôi. Nhá. Còn cái thằng Phèo này giữ một chân này. Giữ chặt chặt đấy nhá. Còn ông kia, giật hai cái cánh khủy của não ra đằng sau. Giữ thật chặt. Đấy. Yên tâm, chịu khó còn hơn có chịu. Đấy, đôi sẽ ổn. Mà cái thằng cóc này mày cứ đứng trên cái mắt đi, giúp người ta một tay. Đấy. Bây giờ này nhá, còn con mẹ kia đứng cổ vũ cho cá tú nhá. Tôi phổ biến tất cả mọi người đây, khi nào tôi kéo về đằng trước thì tất cả mọi người lại kéo về đằng sau, kiểu như kéo co ấy, đúng không? Nhớ phải hiệp đồng tác chiến thì mới ra được cái vụ này. Nào bây giờ tôi làm đây. Nào, tôi bắt đầu hô hiệu lệnh. 2, 3 Vô! 2, 3 Vô! 2, 3 Vô! Come on! Lần này nó sẽ ra, không phải nó. Nào, tôi nhảy hô này. 2, 3 Vô! 2, 3 Vô! 2, 3 Vô! Rồi. Tổng môn ngạo này. Mày làm cái kiểu gì mà cứ như là cấu đầu rút ruột người ta ra đấy hả? Mày mà rút thêm một tí nữa là ruột nó ra hết ngoài này. Cái này không có. Rồi sao kia là tao nghiên cứu. Cái này làm phải có nhiều mưu mới làm được chứ không phải đơn giản đâu. Thế nào? Tăng Phèo, mày đi kiếm anh cái chày dã cua là một cái khúc gỗ cho vào đây. Ừ. Cái giống mà đầu bị trống úp ấy là phải chơi cái trò nong. Đúng rồi. Phải nong nó ra được. Đúng rồi. Anh đây tuần. Mút chặt lắm. Bao nhiêu vụ rồi? Phải hậu đậu. Ôi. Nào, bác ngửa cổ cho em nong nhá. Nào. Úi giời. Ai rồi? Rồi sắp ra đấy, để con này chốt lại ra này. Chốt lại nhé, bác giật cùng lên nhá. Đấy, nó lỏng rồi đấy. Nào. Ra rồi, đấy. Làm cái kiểu này là ra luôn. Nào, mời bác lên đây. Đấy. Bác đã thấy thoải mái chưa? Hả? Bác đã thấy thoải mái chưa? Chú bảo cái gì? Này! Chú hỏi, bác đã thấy thoải mái chưa? À, cỗ toàn thịt gà mái hả? Ôi trời ơi, tôi hỏng rồi. Tức là điếc cả hai tai rồi, lũ giết người! Chết rồi! Ôi trời! Khả năng cái bác này bác bị toạch cả hai vế rồi bác ạ. Ôi trời, chết rồi, lũ giết người! Để tôi kiểm tra cho nào, quay ra đây. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám có tín hiệu không bác? Không thấy gì. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 mất hết tín hiệu rồi. Thế thì khả năng bác này thủng hết cả hai màng nhĩ rồi. Ôi thế, ôi ôi đi hết rồi à? Ủa mẹ giống Tèo ơi, hai tay tôi không nghe thấy gì cả. Thủng màng nhĩ rồi. Hả? Thủng màng nhĩ rồi. Phải. Chết tiền. Ôi trời ơi, khách vào rồi. Khách vào rồi, kẻ ra đón khách.
khẩn trương lên, khẩn trương lên. Khẩn trương lên cho vào sớm thế. Xin mời các bác vào nước ạ. Vâng. Vào nước ạ. Vào nước ạ nhá. Dạ vâng, xin mời nhá. Xin mời. Vâng nhá, vào nước. Ôi giời ơi, họ gọi cái mông vào. Đứng giữ được, xem bây giờ nhá. Vào, vào, vào. Thôi, cháu. Ôi giời ơi. Cháu, ôi giời, xinh quá con bé này. Ôi giời, xinh quá. Các con ơi, giao rót nước đi. Này này, anh đoàn trưởng, giờ hoàng đạo quá 5 phút rồi, cử hành đi chết tiền. Yên tâm, xong luôn bây giờ. Chết cha. Đấy, còn tí nữa đánh võng bây giờ nó chưa đến, bây giờ làm nào. Yên tâm, không vướng, tao nện luôn. Mà này, ban nhạc của mình cũng phải nện ngay đi. Chứ bây giờ là nó mà từ các thế có mà chết tiền. Nào, luôn, mà ngay, vụt luôn. Phèo, chuyển luôn. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, và trẻ thanh niên nữ, kính thưa quan viên hay họ, đám hiếu nào cũng có người đi, đám hỷ nào cũng có người về. Trăm năm trong một lời thề, sau đây chú rể và cô dâu ra ngoài. Vâng, một lần nữa xin kính mời chú rể Quang Tường và cô dâu Thị Tươi. Vâng, một tràng pháo tay cho cô dâu chú rể. Kính thưa quý vị, nhà ta có rất nhiều châu. Sau đây, hòa tấu An Roi bắt đầu. Này, chúng tôi chơi bài nhạc gì đây? Roi. Ngày xưa anh em mình mỗi lần nghe tiếng nhạc roi là dãy đành đạch ông nhỉ. Tai tôi không nghe thấy gì cả. Không nghe thấy thì dương cái mắt ra mà nhìn. Nhìn thế này. Ca nhạc Lêu Từ Phều xin được gửi tới quan viên hai họ và đặc biệt là cô dâu và chú rể một tuyệt phẩm được mang tên Tẩm Trước Cưới Sau Thế Mới Ngầu. À xin lỗi, mới dâu. Sau thế mới ngầu, tiệc cưới hôm nay thiếu món thịt trâu, mời bác ra kia em dẫn chương trình cho 500 âm nhạc lên. Nhưng mà mèo ơi, cô đâu đến nghĩa rồi, mày nới nhiều cho nai nọ nến ngã. Ô văn kê dấu mấy nay đã về, mời hai họ nhà ta đi vào sân khấu. Sau đây tôi xin phép dăm ba nhời, mời bên nhà gái ngồi mà nhắn hướng dương.
sau đây xin giới thiệu lời nói tân hôn của nhà trai. Mời bác lên đây hãy nói đôi lời thay cho phái đoàn nhà trai. Ôi trời ơi, ta lại gọi thằng ta ấy. Em thằng nhà trai, tối nay có đôi lời một cuộc cô dâu sao mà to thế. Ôi thôi xong, bác ấy đang say rồi, bọn bay anh lên, các cụ đi xuống. Tao chưa xong, đưa mình đây xem nào. Cả hôn trường cho cụ một tràng pháo tay. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ cha chú rể là người sinh ra chú rể. Mẹ cha cô dâu là người sinh ra cô dâu. Vậy chúng ta hãy cùng một tràng pháo tay thật lớn cho mẹ cha cô dâu và mẹ cha chú rể đúng không ạ? Trong môn cái ông nghệ sĩ cóc này, mình đi chia tiền nhưng mình phải ăn cắp ăn trộm đâu mà phải chui vào cái chó thành này. Nợ nần nhiều bây giờ tao chỉ chui ở đây để cho nó chết ấy. Ờ chứ ông đi chết thì đi chết với mình, như bây giờ cả đoàn ngồi sau này. Tao không chết thôi chứ tao mà chết thì cả đoàn phải chết cùng tao cho nó vui nhá. Đúng rồi đấy, từ từ thôi. Bảo bình tĩnh cái gì, không kiểu gì với ích kỷ đấy. Nhanh nhớ đóng cửa, đóng cốp vào nha. Đi vào đây, Đây anh chị em mời xin mình vào đây hết chưa nhỉ? Đây, đầy đủ hết rồi. Nào. Cả đoàn mình tập trung vào đây để tôi nghe tôi phổ biến đây này. Đấy cái anh nghệ sĩ nhà Tinh Ngao nhá. Đây này mình phải giúp vào đây cho nó kín đáo. Nên chia tiền cho nó mới đàng hoàng. Chứ không bọn bảo kê nó mà biết hôm nay mình có đi sâu trộm mà nó cắt phế không chết tiền. Này, lúc em live stream thằng kê nó comment nó bảo lúc nào xong thì gọi nó, nhưng em kệ bố nó. Mà nói ra lại điên cái thằng này. Cái thằng phê ngáo này rất là ngu đó. Người ta đi đánh thua trộm thì phải kín đáo, thằng này nó live stream lên. Hóa ra này bảo các anh ấy đến đây mà thu phế à? Mà tông môn như ông như hôm nay được. Ông thổi 4-5 bài nào rớt dãi nó phòi ra khỏi mồm cái kèn. Ghê hết cả người. Đúng. Vừa thổi kèn lại vừa ngắm hot girl, làm sao mà không sẻ dãi ra được. Đấy. Thế bây giờ này. À đấy, nhìn thế này biết có việc luôn. Mày quá. Hôm nay cái con Thiên của tôi nó vừa hỏi bố cho con xin tiền mua quần áo. Thôi Campuchia luôn con về. Chia đi anh. Qua thì đến đây để chia tiền chứ có phải đến đây để đứng đầy với nhau ở đây đâu. Tinh thần thì là tôi hôm nay là chia đều cho cả đoàn. Là ai mất nhiều sức thì người được hưởng nhiều hơn. Đấy. Thì bây giờ tóm lại là chống năm củ. Thế con này là... Đấy. Chia đều. Chống phải năm củ. Mọi người bình tĩnh nào. Để im tôi giải thích như thế này. Riêng tao ấy vừa đánh đàn guitar, vừa đánh óc năm củ không được. Chia đều nào. Anh đánh hộ em có mỗi một bài thôi mà là sao năm củ là không công bằng. Đây nói rách cả mồm, hát khô cả họng cũng phải năm củ này. Đây thổi kèn phòng cả mồm cũng phải 5 triệu nhé. Anh ơi, ai cũng đòi năm củ, nhóm nhảy của em quẩy từ sáng giờ rách hết cả đuôi. Ai đòi năm củ thì bọn em treo mõ mà. Thôi, không cãi nhau nữa. Khổ quá. Người ta bảo là phải bình tĩnh như lúc chia tiền. Thế mình toàn anh em chị em nghệ sĩ với nhau, cả toàn người trong nhà mà cãi nhau cứ như mổ trâu mổ bò ấy. Cấp treo mõm suốt từ Tết đến giờ, bây giờ mới kiến mới tí tiền thì bắt đầu là mất đoàn kết. Thế bây giờ này tôi phải bỏ ra 10 triệu để trả là cái tiền lãi trang thiết bị âm thanh ánh sáng được phục trang của các bố các mẹ này. Thế còn 5 triệu trống thì không nói gì. Thế còn lại là đoàn mình 9 người, cô bảo không ạ? Thì cứ chịu đề trong 9 thế là xong chứ có cái gì đâu mà... Này, nó kiểu gì ấy nhỉ? Cả một cái thu to như thế mà bây giờ quỳ ra mỗi người tứa được 1 triệu. Thế này thì làm ăn to đi. Thế sao anh không ở nhà đi đừng kêu? Đang tính ở nạ. Ôi kìa,
hình như này, này, hình như là xe của bọn thằng bảo kê. Thôi đúng 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 đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng 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 đúng. Chết mẹ. Hả? Sao cái bọn này nó lại đánh hơi nhanh thế nhỉ? Mình đi đánh xô trộm một phát rồi mà nó biết được. Thôi bây giờ này nhá. Nếu mà bọn nó biết hôm nay mình đi đánh xô trộm thì thống nhất anh em là mình cả đoàn mình này đi xô được quân Nam Củ đấy nhá. Nhất trí chưa? Nhất trí, nhất trí. Nó mà biết hôm nay mà mình thu về 25 củ nó thu phế chết điển đấy. Đại ca, đại ca, đại ca xem phải bọn nó kia không? Hình như là xe của bọn vượn nhạc biển vàng. Bọn chó này muốn quỵt tiền phế ra mà trốn vào tận đây. Thằng Tín, thằng Dụng. Dạ. Xuống xem nếu đúng là bọn vượn nhạc biển vàng, đánh phủ đầu nó rồi đưa lên đây cho tao. Rõ. Dạ. Bên này. Vừa thấy bọn nó ở đây, giờ đã không thấy bóng dáng bọn nó đâu rồi. Thôi quay về báo đại ca đi. Bây giờ về báo đại ca. Đại ca chịu chết, đi tìm đi. Con na già này. Đi đi, ôi dồi. Nhanh lên cậu ơi. Bọn nó mà đóm được thì có mà chết tiền đấy. Đồng bọn mà ít mồm thôi, nghệ sĩ gì mà nắm mồm thế. Thì tao đang nhanh đây nhưng mà có nhanh được đâu. Thì tao bảo thế, con làm sao mà xe cả huyện người ở đây. Bà mẹ này cũng leo được lên đây này. Thế này, thế nào này. Ngồi im, ngồi im. Đừng có kêu, ngồi im. Cái dốc này nó cao. Cao như đằng sau nó có nhau hồ. Cả đoàn rớt xuống đây. Trời ơi, chết cả đoàn. Biết rồi, đang lấy đà. Ngồi im, tao lấy đà đi. Kêu la cái gì? Xuống ổn đi. Xuống. Thằng hay cáu. Xuống lên đi. Nhanh lên, nó đuổi được chết tiền. Ra đi các em. Ra đi, ra đi. Ra đi, ra đi. Nè 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 nè. Ý vui ơi. Thợ quá. Thế thế bỏ cái tay hết. Đặt. Nào quan tâm. Đánh 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 đánh. Nào tập trung vào. Quan đầu nha. Đánh 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 luôn, cố lên. Này luôn. Anh này chị luôn. Em nghệ sĩ cố lên. Này 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 cố lên này 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 này. Chết mẹ bọn bảo kê tín dụng này. Ôi trời ơi. Dạ, em chào các anh ạ. Bọn mày giỏi thật. Có xô đám cưới mà không khai báo. Định trốn phế hả? Đâu, tốn gì đâu. Vựa nhạc biển vàng của chúng mày chậm lãi của tao là 6 tháng rồi.
riêng tiền lãi là 25 triệu. Vâng, em biết rồi. Báo cáo anh bảo kê tín dụng ở đây này. Suốt từ Tết đến giờ Covid cô vèo, bọn em đói dài răng ra, làm gì có xô trọng gì đâu mà trốn thuế. Mà bọn em xác định rồi, làm được cái gì dù nhỏ hay ít nhưng bọn em vẫn phải dành để đả các anh. Kể cả toàn Tết tối bọn em cũng vẫn phải gửi trên các anh, có đúng các em. Đấy, không xô không chậu mà ăn mặc đi biểu diễn thế này à? À ôi trời. Chứ, báo cáo đại ca thế này. Ôi tự dưng đêm hôm qua là thằng Nhật Tinh Ngao nó lại bịa ra được cái bài Bôi Da Dô. Thế là nó hát thì bọn em thấy cũng mùi mẫn. Thế bảo hôm nay quay cái MV để PR cho vựa nhạc. Thế là bọn em vào cái lò gạch kia quay. Thế nhưng mà chưa kịp quay thì ui giời, cái bọn nào nó phóng uế đâu. Hồi không chịu được thì bọn em đang tính đi chỗ khác ấy chứ. Thằng này là lòi phét đây đại ca. Thằng Tín thằng Dụng vừa hôm nay bắt quả tang bọn này đi diễn đám cưới xong. Đánh đám cưới nào? Mà đấy thằng cốc bầu nhỉ. Tao đã bảo rồi mà, riêng cái bọn này á, mắt nó cực tinh, tai nó cực thính, mà mồm nó bằng đồng, mõm nó bằng nhôm, cái gì nó chẳng biết. Mày tự nhiên mình thằng kia im mồm. Dạ vâng, em im rồi, em nói gì đâu. Mày nói ai là mõm nhôm đồng đấy? À, ý là em khen các anh chứ có nói xấu như anh đâu. Ý nhá, mồm nhôm mõm đồng là cái mồm nó chắc chắn, nói một là một, nói hai là hai. Chứ mày có muốn làm ăn ở cái đất này được không? Dạ, có được có chứ, không làm ăn đây làm ở đâu. Anh bảo nó làm ở chỗ nào, làm sao, có làm ở mắt. Thằng kê. Dạ. Thằng Tín, thằng Dụng, khóa mõm con cẩu kia lại cho tao. Thôi thôi, đừng, em xin các anh tự tin, đừng manh động, nói thật sự một câu nét như thế này này. Thật sự là cái thô này đúng bọn em kiếm được 25 triệu. Thế thì bây giờ đang muốn đả các anh chứ có gì đâu, các anh định đánh bọn em. Tao muốn mày... Cái gì? Số có 5 triệu, mày bảo 25 triệu, lấy 25 triệu đúng ra bây giờ. À đúng rồi, em quên. Số có 5 triệu có vẻ các em. Đúng ạ. Thôi, cái phòng này. Bây giờ thô đúng là có 5 triệu thì cắt thuế cho các anh 500. Chứ bây giờ bọn này mà nó đụng chân, đụng tay vào nó thật sự là nằm viện thì chết tiền. Mày nói ai là bọn này đấy? Đâu em nói gì đâu, em nói các em diễn viên là bọn này, em bảo gì chúng mày. Ai mà gì với các anh? Dạ vâng em, bọn em cũng chả giấu gì các anh. Tôi chẳng may thì bọn em đánh trộn được một cái xô đám cưới có 5 triệu thôi. Thế bây giờ bọn em cắt thuế giả các anh 500 là xong chứ có cái gì đâu mà... Ui giời, cái gì đây? Dạ. Đếm cho tao xem chỗ này bao nhiêu. Vâng. Ôi, cũng chả giấu gì anh nè. Bọn em cũng đi vừa đi vay ở chỗ khác để mua cái âm, thêm cái âm ly cho nó kêu to mà. Im mồm. Bọn này đếm chuẩn phết đại ca. Vừa tròn 25 củ. 25 triệu. Coi như là tiền lãi. Cái xô này tao bo lại cho mày 5 lít. Tổng môn cái thằng cốc bầu nghệ sĩ kia, 25 triệu thì mình giấu đi, tự nhiên mày nòi ra để bọn nó đập hết cả rồi. Thế bây giờ treo mõm hết cả đoàn thế này. Ôi trời ơi, chết tiền. Doa hãy nói rằng đóng cửa đi. Em không có anh. Cơ kia, cô chú đi đâu đấy? Cô chú đi đâu? Có việc gì đấy? Nhà anh đi có việc. Bác đi lấy giống ở đâu về đấy? Ôi giời ơi, đôi đi tu tùn tụt tí mì thịt ở trại lợn nhà ông Sẹ đấy. Mà tôi đặt hàng mấy tháng nay rồi. Cha bố nhà nó, lợn giống gì mà đắt hơn cả vàng ròng. Ô hay, sao bà không bảo nó ship về đến tận nhà mà phải lên tận nơi mà lấy làm gì cho vất vả. Sao lại ship được? Chú này mua lợn giống mà lại ship. Ship về nuôi làm sao được? Tôi phải đến tận trại nhá. Tôi chọn nhá. Chú ra đây xem này. Thế nào? Này nhá, tai lá mít nhá. Mít lồng bàn. Sướng chưa? Tôi đặt tên là con này là con Tân Hợi này, con này là con Kỳ Hợi này. Đấy, Tân với Hợi có hay không? Tôi thấy tôi tài chưa? Giỏi chưa? Bác đặt cả tên cho lợn á. Chị An, lợn đắt như thế thì trịnh trọng nó chứ. Tối nay á, tôi còn phải làm hai con gà để làm một cái lễ cho nó nhập chuồng nhá. Thôi thôi thôi, không nói với cô chú, vào đây vào đây. Tôi vừa ít cám, đi vào đây vào đây. Vào đây vào đây vào. Ôi dồi ôi, nhiều hàng quá nhỉ. Ôi dồi ôi, nhiều quá. Này. Dạ. Hàng cũ hay hàng mới? Ôi dồi, bác này.
Hàng nhà em toàn hàng mới về đấy bác ạ. Thảo nào mới gì cứ thơm phức lên nữa. Cho tôi 5 bao Mezi S200 cộng, chở ngay vào cho tôi 1 bao cắm vịt nữa. Ui giời ơi, hôm nay em bận em không chở vào cho bác được đâu. Thế thì tôi lấy trước 2 bao. Mà tôi nói cho cô chú biết nhá, đừng có kêu. Tôi đi từ ở trại lợn về đây, bao nhiêu hàng cám mời tôi, mời đứt cả lưỡi mà tôi không mua. Tôi thích mua cám nhập Phú Sĩ đấy, làm gì được tôi, có bán không thì bảo. Ôi giời ơi, không bán cho bác thì bán cho ai? Thế mà em nói thật với bác nhá, không chỉ bác đâu, tất cả các trang trại lớn trong cái khu này ăn cám nhà em hết. Biết rồi, không phải nói. Mezi S200 cộng, không có phụ gia, không có chất cấm, lợn bao lớn, lợn thì thơm, được giá, đúng không? Thế mà cách đây 2 tháng bác không vào lợn, Tết bác xuất, có mà làm được cả mớ. Chả nói dấu gì cô chú, cái con Xiên ấy, nó lớn rồi, tôi cho nó nuôi 2 con lợn này mới đàn vịt, để nó có của hồi môn. Bây giờ nó lớn rồi, những người nó lấy chồng nó phải có tí vốn chứ cô chú nhỉ? Ừ, thế mà không nghĩ ra. Này bác, hả? Thế là con Xiên nhà bác nó đến tuổi cập kê rồi à? Rồi. Con bé xinh đáo để đấy nhá. Xinh. Hay là bác gả nó sang cho em ấy, cho nó làm vợ thằng cả nhà em được không? Cô nói thật hay cô nói đùa đấy? Em nói thật đi chứ. Cấm nó phép nhá. Ừ. Rồi ôi thế thì hay quá. Nó mà được là cô dâu, con dâu phải làm cô chú à, thì còn gì bằng. Để tôi về tôi bàn lại với thằng Ngao bố nó. Vâng. Rồi tôi kết cho sang bên này nhất. Vâng. Thế mẹ con Xiên về có cho bố con thằng Ngao đồng nào không? Sự bố còn mất đấy, còn mất dạy đồng môn nhà nó. Nó về mấy tháng nay mà nó không nhìn mặt con gái nó cơ. Úi dồi ôi, cái loại đàn bà mất nét. Đúng. Cái loại đàn bà vô lương tâm. Đúng rồi. Cái loại đàn bà nhân tâm. Phải. Thú vật cũng không bỏ con như thế. Đúng rồi. Này em nói thật với bác là lành đấy. Gặp phải dâu nhà em thì á, khổ lắm cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Nó cả hàng nghìn mảnh như thế này đấy. Sự bố nhà nó, cái loại đàn bà nhá, bỏ chồng bỏ con mà đi theo dai nhá, không thể sửng được. Phải không chú Sĩ? Đúng rồi nhá. Mà bác thì cũng không biết dạy con cơ. Kể cả cái thằng con bác cũng không biết được dạy vợ. Nói chung là nhà bác không ra cái gì cả. Không biết dạy dỗ nhau. Cô đừng nói thế nhá. Cô đừng nói nhà tôi nhá. Cô chỉ thế. Cô không biết nói nhà tôi nhá. Tôi không muốn nói như thế. Cô đừng có láo nhá. Cô nói tôi không biết. Cô không được nào nhá. Thôi. Đừng có láo nhá. Đang tâm sự tự nhiên cãi nhau làm thế nào? Không được dính tay nhà tôi. Bà này. Thì kệ nhà bác. Ai thèm nói. Chứ không à. Khổ quá. Hai bà đang tâm sự tự nhiên lại xảy ra cãi nhau là như nào? Đâu? Cãi nhau đâu? Đang tâm sự đấy chứ. Đang tâm sự phải phiêu. Phải phiêu thì nó mới phê. Nhà bác phê không? Phê. Em bảo này, tối nay em lại rảnh đấy. Em lại sang nhà bác chú mình tâm sự nhá. Cho nó phiêu nhá. Lại phê nhá. Thôi tôi về đây. Chú mang cho tôi 2 bao cắm trước đi. À rồi. Nhá. Đây. Em bê cho bác 2 bao S200 cộng. Về trước còn lại bao nhiêu tối em bê sang nốt. Bác ơi. Ơi. Nhớ để con Xiên cho nhà em nhá. Rồi. Ôi trời ơi. Tâm môn nhà mày. Đường lạc mày đi thế à. Ôi trời ơi. Tôi chết rồi. Cháu xin lỗi bác ạ. Bác ơi, bác có bị làm sao không ạ? Sao răng cái gì? Ôi trời ơi, tôi chết rồi rồi. Mày làm sống mất thằng thân của tao rồi. Tật nào ạ? Thế này thì chết tiền. Tật nào ạ? Cháu thấy bác đi có một mình, có đi cùng ai đâu ạ? Cháu thấy một con lợn chạy ra các đằng kia thôi ạ. Đó là thằng thân hợi của tao đây. Mày ra mày đuổi cho tao đi. Cùng chết tiền, nhanh lên. Dạ vâng, để cho bác ạ. Nhẹ nhàng thiên nắng long lanh qua hàng nị. Cái nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười. Đôi chân em cất lời. Tình yêu đầu tiên là em. Tình yêu đầu tiên là em. Yeah. Vui là con gái à. Vui là con gái à. Yeah. Xấu quá. Được quá. Con này hỏng rồi. Cứ cái đà này là bố con mình đi tha thế nào ạ?
thấy thế nào? Ông, như này đã đi thi hoa hậu được chưa? Ông tin mày, ông lạy mày, cả cái lò nhà này không có một đứa nào mắt xanh mỏ đỏ như mày. Mày chùi ngay đi cho ông nhờ nhá. Ông này, ông á, không thấy con lớn rồi, bây giờ con phải điệu đà một tí chứ. Ông mà cứ khắt khe như thế thì bao giờ con mới lấy được chồng. Mày mà cứ điệu đà thế này, nhỡ có thằng nào nó táy máy ảnh ra đấy, chết tiền. Ông này, chẳng nhẽ bố con là nghệ sĩ, con lại không được ăn diện một tí à? Nghệ sĩ chẳng qua là cái thằng công nhân gảy đàn bậc 3/7. Nghệ sĩ cái gì? Mà này, ông cấm mày đi theo cái vết xe đổ của thằng bố mày đấy. Cái nghề đàn ca sáo nhị ấy không giàu được đâu. Tướng gì? Thế thì con chỉ cần lấy một anh chồng thật giàu là được chứ gì? Nghĩa là mày muốn lấy chồng rồi chứ gì? Cứ từ từ để ông ngắm xem ở trong làng này này, có cái thằng nào ấy nó khá khá một tí rồi ông tìm hiểu trước cho. Chuyện đấy ông yên tâm, con đã tìm được một anh nhà mặt phố, bố làm to hoành tráng lắm ông ạ. Thế thì tốt, nhưng bây giờ ấy vẫn cứ phải tìm hiểu thật kỹ, bởi vì cái bọn thanh niên trên phố ấy bây giờ nó chém gió cứ phần phật ấy. Không quàng khăn quàng khố nào là chết nhét đấy con ạ. Ông cứ yên tâm, bạn trai con ấy là doanh nhân xịn chứ không phải mấy cái thằng chém gió liều tiều ở làng mình đâu. Không biết, cứ phải tìm hiểu thật kỹ, cứ phải để ông mục sở thị, không là chết tiền. Ôi trời ơi, bố con thằng Ba Kiên nó giết tôi. Ôi làng nước ơi, con nở nó hiếp tôi. Ôi trời ơi, con nở nó hiếp chết tôi rồi. Ôi trời ơi. Anh gì ơi. Ôi, anh có bị làm sao không ạ? Không. Anh có cần tôi giúp gì không? Ông đấy cần. Mẹ cha cái con nợ này, mày đúng là cái đồ răng loạn. Mày là đồ mất dạy. Ông tát cho mày rơi răng đây nhá. Anh ơi, em xin anh đừng đánh chị ấy, tội nghiệp anh ơi. Mày là con bệnh đó hả? Mày đúng là đồ, mày đúng là đồ răng loạn. Mẹ cha cái làng vũ đại, mẹ cha cái thời đại 4.0, không tình, không tiền, không cha, không mẹ, không nhà. Mẹ cha cái thằng đẹp trai hơn ông. Mày định vào đây mày cướp con nợ của ông à? Không, thế nào? Có thằng con nợ trong không? Bà ơi, chạy nhanh lên, trong này có thằng điên đấy. Đúng rồi, có thằng Chí Điên. Mẹ cha thằng nào là thằng Chí Điên? Mẹ cha đứa nào chửi tao là thằng Chí Điên? Nhanh lên bà ơi! Cứu tôi, thằng Long ơi! Ôi trời ơi! Nhanh lên! Ôi trời ơi, con mèo rút rồi, tôi không rồi! Ôi trời ơi! Này! Ôi trời ơi, thoát chết rồi! Thằng Chí, con bà Phèo, con điên về tình đấy! Ui ra là thế. Khiếp. Này, mày có nghe thấy tiếng ịt ịt không? Con có nghe thấy tiếng gì đâu? Con dai gì mà tai kém tắm thế? Bác còn nghe thấy. Đây này nghe nhá. Đấy. Ịt. Đấy. Đấy. Đấy này thấy chưa? Thấy chưa? Con nghe thấy rồi. Ôi, thằng Tân của tôi đây rồi. Bắt. Bắt này con. Ừ, bắt cho bác. Bắt ngay cho bác. Thằng Tân đây rồi. Con bắt được nó rồi. Mày quá.
nữa kìa. Mày đứng lại cho tao, ai cho chúng mày ăn cho lợn của nhà tao hả? Hai đứa kia, con tin nổ với thằng hèn đứng lại, tao giết mày. Lúc đấy buồn cười cực nhá. Anh lái xe sang nhà em, thế là xong bắt đầu anh gặp một bà to béo, giọng cứ quắc 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 đấy. Là anh bóp còi to quá, bà ấy giật mình, bà ấy làm sập con lợn. Ừ. Xong rồi bắt đầu bà ấy bắt anh phải đi tìm con lợn đền cho bà ấy. Ừ, xong sao nữa? Nhưng mà bà ấy còn đặt tên cho cả lợn cơ. Thế là anh với bà ấy đi lùng con lợn đấy. Xong bắt đầu là đi vào một cái nhà hoang. Thế là gặp ngay một thằng điên tình. Nó cầm dao nó lùa hai bà cháu chạy toán loạn lên đấy. Đây, xia đây. Dạ. Sao ông nội em cứ đi theo hai đứa mình mãi đấy nhở? Ông à. Ông ơi. Ơi, gì? Sao ông cứ đi theo bọn cháu mãi thế hả? Chào ông ạ. Ông đi theo để ông canh cho chúng mày. Ông này, ông cứ đi theo bọn cháu mãi thế á, bọn cháu mất hết cả tự nhiên đấy. Ừ, tao đi suốt từ đầu kia đến đây, tao có thấy chúng mày mất tự nhiên đâu. Vẫn cầm tay. Ông này. Mà này, phán. Dạ. Ra đây ông Bảo ơi. Ra đây ông Bảo. Dạ. Ngồi vào đây. Ngồi đây ạ. Chứ từ lúc nãy là cứ đi ở chỗ kia không biết mỏi chân à? Hả? Mà hơn nữa là cái chỗ này là chỗ đối với ông với cả bà nội con Thiên là chỗ cực kỳ đặc biệt đấy. Là như thế nào ông? Tức là chỗ này ngày xưa ông với bà nên duyên là ở đây. Ồ thế à? Ừ. Chuyện là như nào ạ? Tức là hồi ấy nhá, ông mới định bơi sang bên làng bên kia à? Để tán gái. À. Thì ông vừa mới cởi hết quần áo ra định bơi thì thấy bà nội con Thiên lóp ngóp vật vờ ở chỗ cái bèo kia. Dạ. Ông mới bế một phát một hơi lên đây ông đặt xuống. Dạ. Sau khi mà ông hô hấp nhân tạo hà hơi thổi ngạt, thế là bà con Thiên tỉnh lại. Thế là ở giết với ông đến tận bây giờ mà không hề đòi hỏi cưới xin ăn hỏi gì cả. Không à, chết tiền. Kể ra thì chuyện tình cảm của ông bà cũng ly kỳ quá. Tất nhiên rồi. Cả cái dãy bờ sông này nhá, chỗ nào đối với ông bà cũng ly kỳ, chỗ nào cũng đầy ắp những ký ức, những kỷ niệm nhá. Dạ. Kể cả cái bụi tre kia cũng là ký ức này, cái gốc ổi kia cũng là kỷ niệm này. Nhưng đặc biệt nhất là chỗ này. Dạ. Bởi vì nó phong thủy. Thế cho nên ông mới bảo hai đứa chúng mày là phải ngồi đây, hiểu không? Ông này. Anh Ngàn ơi! Anh Ngàn! Nặng quá! Em không chịu được! Anh Ngàn ơi! Ôi trời, nào! Cái mồm! Cứ học cả lên để nuôi ra nha! Đấy, đấy! Ôi trời ơi! Mồm cứ học lên! Trật tự! Để cho con Thiên nó còn tìm hiểu thằng Phán! Không hiểu. Bà chưa bao giờ hiểu được cả. Con Thiên nhà mình nó vừa đấu giá ở trên mạng được một thằng doanh nhân, bây giờ chúng nó đang ở ngoài kia để tìm hiểu nhau. Thế nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Cho em ngó một tí. Nó ở ngoài kia. Ngó cái gì ở cái chỗ kia? Kéo cái nhà mà ra. Ôi trời ơi, thế thì thích quá. Đỗ gọn mà ra. Thiên ơi! Dạ. Mày dòng thằng Phán tiến thẳng về chỗ bà nội mày. Ôi trời ơi, cho bà quá. Nội mày phỏng vấn nhanh nhanh. Về đây, về đây. Đây. Bà đây. Nhanh cái chân lên. Dạ, đây. Bác. Bác, tiêu hóa ra. Bác là bà nội của em Xuyên ạ? Bà ơi. Bà. Đây là anh Sơi Song Phắn, bạn trai của con đấy ạ. Bà xem có được không? Úi dồi ôi, bà gật ngay từ giây phút đầu. Này, hai bà cháu nhá, tí bị thằng Chí điên, nó xuyên chết đấy. Chính cái vụ mà anh bảo với em mà là anh làm mất con lợn của bà ấy. Đấy, hóa ra là vụ đấy ạ. Trời ơi. Nhìn không chịu được. Sao con, sao làm sao trong con? Trong môn nhà cái thằng nào, nó vô văn hóa mà nó vô nghi thức. Cực kỳ luôn. Thế à? Các cụ đang có câu là ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Thế mà nó để cái xe ngồi tành anh ấy, thì bố nó đi qua được à? Bố! Đấy là xe của bạn trai con đấy ạ. Dạ, con chào bác ạ. Không dám, tao ạ mày.
mà trông muôn cái thằng này nó đẹp trai quá ông bà. Này, con Chiên, mày mới tậu được thằng này hả con? Ê, bố. Này, xét về mặt hình thức ấy, thì thằng này nó đẹp trai kịch trần rồi, lại có cả ô tô. Bố mẹ thì đồng ý rồi, thế ý anh thế nào? Ý anh thì khác hẳn quan điểm của ông bà. Tức là con cực kỳ ghét những cái thằng nhập trai. Ghét đến mức là hất nước đổ đi mà có thể là gây tội ác. Ơ, thế đẹp trai cũng là có tội à nhỉ? Thôi, bà thì biết cái gì. Đi ra đây, đây, để con hỏi nó đã. Kìa, bố này, sao bố lại nhận xét về anh Phắn vội vàng thế ạ? À? Bạn trai con ấy là doanh nhân đấy, chứ không phải bình thường đâu. Tao không cần biết nó là thằng doanh gì. Trước tiên tao phải hỏi nó đã. Được thì tao cho chúng mày quan hệ, còn không thì phán. Dạ, ba gọi gì con ạ? Gọi gì mày đâu? Tao hỏi mày chứ tao gọi gì mày đâu? Bây giờ tao bắt đầu phỏng vấn mày đây. Where are you from? Dạ. Anh dạ cái gì? Tao hỏi mày là nghề nghiệp của mày, mày làm gì? Dạ, báo cáo với bác. Con làm giám đốc của một công ty chuyên về lĩnh vực buôn bán quota. Quota? Dạ. Quota là cái gì? Hả? Quota thì mày buôn bán kiểu gì? Dạ, tức là công ty của con chuyên về xuất nhập khẩu ạ. Tao hiểu rồi. Hóa ra thằng này nó là thằng buôn người đấy ông bà. Ủa, dạ, không. Thế mỗi tháng mày xuất khẩu được bao nhiêu cô gái? Dạ, bác ơi, bác hiểu sai ý của con rồi ạ. Công ty của con là chuyên về xuất nhập khẩu hàng may mặc, rồi con lại nhập khẩu hàng thùng ở bên nước ngoài về ạ. À, nó muốn bán hàng thùng. Thế chứ lì. Tao thủng rồi. Thế bố mẹ mày tên là gì? Trực tước làm sao? Đấy, rồi sinh hoạt ở đâu? Dạ, thưa bác, bố con tên là Sơi Song Tán ạ. Thơ trong tán gì? Ôi trời, ai là thế? Thơ trong cả tán. Tên của bố mày là rất phổ thông. Dạ không ạ, tên của bố con là Sơi Song Tráng ạ. Tráng gì? Dạ, mẹ con là Lê Thị Hoành ạ. Hoành Tráng gì? Dạ đúng đúng ạ. Dạ, bố mẹ con đều làm chủ tịch tập đoàn ạ. Thế này, dạ. Thế là bố mẹ nó đều làm to cả đấy con ạ. Dạ. Chốt luôn đi không bong, chết tiền. Thì ông cứ để con từ đã nghiên cứu lên đi. Nghiên cứu cái gì? Chốt, duyệt. Này, lý lịch hai đời nhà mày là rất là tốt. Đấy, tao có thể tấm 9.5. Này, thế là bố vợ tương lai của mày đồng ý rồi đấy. Nhưng vấn đề mấu chốt là mày đã chân tình với con Thiên chưa? Dạ. À, thế thì bảo Hoành Tráng đến đây gặp ông để nói chuyện người lớn. Được ạ. Dạ vâng ạ, thế thì tốt quá. Dạ, thôi bây giờ thì con xin phép ông bà, con xin phép bác để con về nhà thưa chuyện với bố mẹ con luôn ạ. Phắn. Dạ. Bác gọi gì con ạ? Tao bảo mày phắn chứ tao gọi gì mày nâu. Dạ, đi về á. Dạ, đi về. Dạ vâng ạ, con đi luôn ạ. Nhớ bảo bố mẹ thăng thớm nè. Này, xét về hoàn cảnh nhà thằng này khá đấy chứ. Đã. Bố nghĩ là chốt luôn thôi. Thì nói chung là tất cả mọi cái là con ưng hết cả rồi. Nhưng riêng có một điều vẫn cứ lăn tăn. Lăn tăn cái gì? Là thằng này nó đẹp trai quá. Úi giời ơi. Ê, bố ơi, ông ơi. Làm sao? Bố ơi, ở ngoài kia có thằng nào nó phá xe của bạn con ấy ạ. Thôi chết. Sao lại thế? Thế mày sẽ bắt nó chưa? Để bố tập chết ta luôn đi. Ôi trời ơi, con cái nhà mất dạy thế. Quá mất dạy luôn đi nhỉ. Ôi giời ơi, nó dùng cái sơn gì mà lau dạ không đi cái này nữa. Thế là phá của nó nè. Ôi trời ơi, cái này có chết không? Mất dạy quá cái gì nữa. Trời khổ quá. Quá mất dạy như thế này nè. Thế nào nó phá xe? Này, bố mẹ nó chết hết rồi hay sao không dạy được nó để nó đi nó phá xe người ta. Đúng đấy ạ. Ông với bố xem, nó lại còn ghi là thằng nào đỗ xe chỗ này là chó, vẽ thêm đầu con chó gâu gâu nó mới chết chứ ạ. Mất dạy quá. Chết không có chết là nó phẩy sơn hết lên xe của con. Thế này là phải mang cả xe đi sơn lại chứ có ít gì đâu ạ. Đấy, thằng nào mà khốn nạn thế không biết nữa. Cái con Thiên gì mày nói một người thì mình không nhận là tự ủng hộ à bác. Hả?
Hóa ra là bác vẽ à? Chứ không tao thì thằng nào vẫn đây. Này con lại cứ tưởng là cái the của nhà nào đỗ thành ảnh này, con mới vẽ vào để nhắc nhở. Ừ. Mà bác dặn này, lần sau ấy con đến quan hệ với con Thiên, có cái sân kho cách đây 2 cây, cứ vứt cái the vào đấy cho nó rộng rãi. Mà thôi không phải muộn, nó khắc phục được ngay. Cứ sơn lại theo cái màu bác viết là được ngay mà. Chứ đỗ như này nó thật với tao ấy, bác không viết thì thằng khác nó cũng viết. Đó ạ. Chết. The của người ta tiền tỷ mà con lại trang trí cái này chết tiền. À bác, bác chuyển sang nhà em là 2 thùng Catalia, 1 thùng Camilla. Chiều nay bác mang hết sang nhà cho em nhá. Thôi cô cứ lấy tạm 1 thùng, nhà ngay gần đây hết rồi lại lấy. Mang làm gì nhiều về cho chật nhà. Ô tí, bác chả biết gì à? Ngày mai nhà em dỗ ôn bành tổ mới phải lấy nhiều như thế đấy. Thì cứ lấy tạm 1 thùng này đi đã. Còn mấy cái thùng này chiều tôi phải mang sang cái đám dạng ngõ của nhà ngao ngắn ngẩm ấy. Nhà ngao ngắn ngẩm dạng ngõ ai? Cái con Xiên ý. Con Xiên lấy ai? Ô thế cô không biết gì à? Ôi dồi ôi, cái con Xiên ấy thế mà son nhá. Nghe thấy bảo lấy chồng con nhà đại gia, xuất nhập khẩu quần áo cũ ở trên phố ấy. Thế à? Ừ. Tôi chết rồi con mụ này. Chết rồi con mụ này. Ơ kìa, sao cô lại chỉ vào mặt tôi? Em chỉ vào mặt con mụ ngẩm ấy. Ừ. Rõ ràng là bảo là gả con Xiên thôi nào em. Thế mà bây giờ nuốt lời. Ờ. Lại đi gả con Xiên thôi nào khác. Ừ. Ôi dồi ôi, con mụ này khốn nạn quá. Khốn nạn thật chứ không phải khốn nạn vừa. Ơ thế à? Vâng. Thế thì con mụ này khốn nạn thật. Ô, bà Phú à? Ừ. Ôi, trông bà khác thế nhỉ? Cứ mơn mởn ra. Em chả nhận ra từ con nào cũng chết trong chi này. Ủa, chú gì khác à? Ôi, trông khác thật đấy. Trông như cái hot girl này, hơn, phây. Rồi, tinh thế. Này, chị vừa mới đập hết đi xây lại từ đầu đấy. Hơn 100 bạc của người ta lại chẳng khác. Ôi trời ơi. Cứ tưởng cái con nào. Bác Thủy Mỹ Tuồng cho em 1 thùng Catalia hết bao tiền em gửi. Lấy 1 thùng cơ à? Vâng. Thôi chú lấy tạm mấy chai lẻ đi. Cái chỗ này nhà tôi khách đặt hết rồi. Em mang đi đút lót ra lấy mấy chai lẻ. Phải lấy cả thùng. Này chú Cóc. Dạ. Nghệ sĩ các chú mà cũng phải đi đút lót. Gớm ai mà chẳng phải đút lót. Chả là thế này. Vựa nhạc biển vàng của chúng em ấy là mượn cái sổ đỏ của ông bà ngán ngẩm. Mà ông bà ngán ngẩm thì cứ thích mua cái nước Catalia. Lát nữa phải qua nhà ông bà có tí việc thì mang sang đút lót ông bà cho ông bà ấy sướng. Này, cái Catalia làm từ sâm, những cái người cao tuổi là thích uống lắm đấy. Này, nhà em đi đám nào cũng thế. Đám cưới, rồi đám hỏi, rồi đám thôi lôi, đám sinh nhật, hội nghị, chỗ nào thích uống, thế mới lạ. Ngon bổ rẻ, có lợi cho sức khỏe, tội gì mà không uống. Đấy. Nhà ông Ngán ông đặt mấy thùng ấy, chú sang bên đấy hả? Vâng. Thế chở cho tôi mấy thùng nhá. Ông Ngán ông mua à? Ừ, ông mua mấy thùng. Ôi giời, thế thì đẹp quá, em đã phải mua. Thôi được rồi, bác mang ra xem chở cho. Chú Góc, dạ? Này chị nhờ tí gì? Có vấn đề gì bác? Dồi, này chị bảo này. Thế nào mà cái thằng Quý nhà chị ý, vâng, nó cứ thích con Xiên quá cơ. Nhưng mà cái con mụ ngẩm ấy, rõ ràng là đã hứa gả con Xiên cho nhà chị rồi. Đùng một cái giờ mặt, bây giờ khả con Xiên cho nhà khác rồi. Thế bác không biết à? Bà ngẩm nó họ hứa mà lì. Bà là hứa thì ngẩm. Ôi giời. Này, thời buổi bây giờ nhá, đàn bà con gái thích như nào là phải nhích ngay. Không thằng khác có đớm mất là chết tiền ấy. Này, chú đi biểu diễn đám ma đám cưới nhiều, chú để ý hộ chị xem là có con nào mà nó cứ xinh như con Xiên ấy. Chú mách chị tậu về làm vợ cho thằng Quý nhá. Xinh thì có mặt đầy ấy, nhưng mà bây giờ kiếm được đứa tử tế hiếm lắm. Mà em giới thiệu cho nhà bác cái đứa ngoan ngoãn hiền lành tử tế thì em thơm. Chứ nó mà mất dạy khốn nạn con mẹ ăn thối hoắc. Chả chơi. Trời ơi, thì chị cứ nhờ chú như thế. Thôi gớm em chả dại. Đấy, năm ngoái giới thiệu một con hot girl nhá cho thằng bạn. Thoạt đầu nó rất ngoan ngoãn, xinh xắn, hiền lành, tử tế. Thế mà lo lấy nhau về được có chục ngày mà thằng chồng nó hơn chục tuổi, thế mà nó mày tao chí tớ với chồng, nó cãi mẹ bố mẹ chồng nó như chém trả. Thế cuối cùng là ông bà đổ với cho em ấy. Tôi chả chơi. Mối lái mệt lắm. Thôi thì được ăn thua chịu.
Chứ tiêu chí của thằng cu nhà chị với thằng bố nó ấy là cứ phải xinh, láo một tí cũng được. Xinh mà láo cũng mà chết tiền như bác Thủy Mỹ nhỉ. Chết tiền. Thôi thôi em phải đi đây. Xong chưa? Xong rồi, chú chở đi cho tôi với. Mẹ bốt tông môn nhà ngong ăn ngẩm nó cái khoan nói nó vụng. Thế đâm là hôm nay nó lại nhờ em là phải đi phát biểu đại diện cho họ nhà gái. Đấy, ở đấy, nói cái phát biểu. Bốt đi xưa tôi chết cha rồi. Cái tờ diễn văn đâu mất rồi không biết này. Còn nhờ mãi mới nó mới thảo hộ mình ở đây rồi. Đấy. Tí nữa đứng phát biểu ấy mà không có cái tờ này ấy, mặt lại đực như ngốc nghị. Có phần chết tiền. Anh ơi. Cái gì? Họ đến chưa? Mình chuẩn bị như thế mà họ không đến là chết tiền đấy. Cứ tưởng cái bọn nhà giàu này là nó đúng hẹn lắm. Hóa ra là giờ giấc nó cũng cao thu y như nhà mình. Hay anh thử đánh điện xem bây giờ người ta đang ở đâu. Vừa nạp 20, bây giờ gọi cho chúng nó phát để chết tiền à. Nháy máy thôi. Còn lâu. Chúng nó đến rồi. Chúng nó đến rồi. Này, này. Chúng mày đâu, chuẩn bị nghênh chiến. Nhanh lên. Chúng mày ơi. Tập trung, tập trung. Chúng mày ơi, đã phải đến rồi. Chúng mày ơi. Họ đến rồi, kiến nhanh lên, nhanh lên. Nào, xếp hai hàng dọc. Xếp thành hàng. Đến rồi, chuẩn bị nghênh chiến. Ôi trời ơi. Thằng Cóc đâu? Cóc, Cóc, Cóc. Thằng Cóc đâu? Chúng Cóc ơi. Đây, đây, đây. Con đây, con đây, con đây. Sai đến rồi. Ông cho gọi con à? Chứ sao nữa. Anh là tổng đạo diễn của chương trình. Nhá, anh phải ra đây có mặt ở đây để anh chỉ đạo diễn xuất chứ này. Tổng môn đấy chứ gì? Không biết là có cái tờ giấy diễn văn mà để đâu mất thì tìm mãi không được. Để con vào con tìm đây. Thôi, không phải tìm lúc khác tìm. Bây giờ là cứ phải đối phó với cả bên kia trước đi, hiểu không? Chứ bây giờ vợ chồng tôi không có mặt anh, vợ chồng tôi nóng ngóng thì là bên kia nó khinh đó là chết tiền đấy. Này, có phải cái tờ giấy nào? Để tôi xem nào. Xem nào. Ôi dồi ôi, tổng môn là ngao. Ôi dồi, cái đúng cái tờ diễn văn của con ấy rồi. Tao nhờ mãi cái thằng phèo nó mới thảo cho cái bài diễn văn mà bây giờ mày vò nhầu nát thế này, chết tiền đi. Lúc này tao đi nhìn vệ sinh, thấy cái tờ giấy này trên bàn, tao tưởng bỏ đi. Để con vào con thảo lại không, chết tiền. Chết ngại nhưng chết nhanh nhá. Nhanh lên. Nào, tất cả tập trung này, tất cả tập trung này. Tất cả tập trung vào, người ta đến rồi kia kìa. Tươi này nhá, để chuẩn bị nhan đón nhà người ta mà nhá. Tươi con nhá. Này, thằng này phải ngó nghiêng nhá, tươi phải về vui nhá. Mau mau thôi rồi. Đúng lúc nào ông bắt ngay thì bật pháo, hiểu nhá. Nhá, không chết tiền. Nhớ đấy nhá. Bắt đầu ăn rồi. Các cháu ơi, nhanh lên. Trời ơi, mừng quá. Dạ, con chào cả nhà. Dạ, thưa cả nhà. Đây là bố mẹ con ạ. Hôm nay con đưa bố mẹ con lên đây để nói chuyện người lớn với gia đình mình ạ. Dạ. Chào anh ạ. Chào chị ạ. Mật gậy. Bố ơi, đây là ông bà nội của em Siên ạ. Ồ thế à? Dạ. Thế đối tác chiến lược của bố đâu? Dạ, bác đứng ở bên cạnh ạ. Thế mẹ của cháu Siên đâu ạ? Này, đừng nhắc cái mẹ nó nhá. Nhắc là tôi lộn ruột, coi như mẹ nó chết rồi. Không nhắc được, không được nhắc nhá. Này, thôi, giảm ga đi. Giảm ga đi, giảm ga. Nhắc mẹ nó khó chứ. Chết đôi, chứ bây giờ lại đồ lên là. Tôi không có nói đâu. Cọc đâu, cọc đâu, cọc đâu. Cọc đây, cọc đây, cọc đây. Cọc. Thôi, tôi đã bảo anh là phải có mặt ở đây để chỉ đạo. Ba này ba lộn lời hết cả rồi. À thế ạ? Ừ. Chúng con đến được không? Thì đấy, bọn nó này. Vâng. Xin được nhiệt liệt chào mừng ông bà bên họ nhà giai. Ông bà đến đột xuất đột ngột quá, thì thành thử ra là bên họ nhà gái tôi nát bét hết kịch bản ạ. Thế là như nào ạ? Thế bây giờ này, thế bây giờ lại mời ông bà lên xe, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. để làm gì ạ? Để cho bên họ nhà gái chúng tôi là được đón tiếp họ nhà ra một cách là gọi trân trọng nhất, lịch sự nhất và trang trọng nhất là mọi gia đình. Vâng, mọi trang trọng gia đình nhất. Lên đi, khi làm quay phim chụp ảnh là chuẩn bị nhá. Nghe tao quay phim đâu? Đây rồi. Rõ máy ở mặt tao. Bắt đầu. Vâng, họ nhà ngao ngán ngẩm xin được trân trọng chào đón hoành tráng phấn. Vâng, chụp ảnh đâu? Bắt đầu. Vâng, chụp qua. Vâng.
để cho chương trình được tốt đẹp. Vâng, tôi xin được trân trọng giới thiệu với họ nhà giai. Đây là ông bà Ngán Ngẩm, là ông bà nội của cháu Xiên. Vâng ạ. Ông hả? Ôm cái gì? Ui, ôm theo kịch bản, làm theo kịch bản đấy. Vâng. Hello. Này, bỏ ra. Cái gì? Làm sao? Kịch bản người ta đạo diễn như thế thì phải ôm chứ, đúng không? Chứ còn gì nữa. Với lại bà này rất buồn cười nhá. Bà phải hiểu là cô Hoành đây với cả thằng Ngao nhà mình, hai đứa là nó bằng vai với nhau. Tôi là bố, tôi ôm cô ấy, nó chỉ như là bố ôm con chứ có cái gì đâu mà bà phải ghen lồng lên như thế nhở? Ông ôm đi, bà vẫn việc gì phải ghen như thế nhở? Không được, cái bố với con bỏ ra đi, bỏ ra, bỏ ra. Bắt chưa xong bà ơi, là đến kịch bản của con bây giờ. Bà ơi, 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 bà. Bà phải cho tư nát hết kịch bản chương trình của con rồi. Tiếp tục. Vâng, tiếp theo là giới thiệu với ông bà. Đây là ông Nhật Tinh Ngao, bố đẻ của cháu Xiên ạ. Ngao, ôm. Ôm đi, phải ôm đi. Ôm đi rồi. Ôm đi. Không ôm đâu, ông để hôi lắm. Ông kìa, ông bà phải thông cảm nó như thế này. Trong cái cảnh này là chúng tôi phải có cái cảnh giao lưu ôm nhau để lấy tư liệu làm đám cưới cho hai cháu. Ôm nhau có thế này thôi, có cái gì đâu. Ôm đi. Ông để hôi lắm. Chào bác. Thằng Quý đấy à? Bác cho cháu thùng nước Camila. Đây cháu. Cháu xin. Gớm, mới đi có hơn một năm mà trông cứ như là giám đốc ấy. Mới mua xe đấy à cháu? Dạ, xe của đối tác cháu mượn thôi ạ. Dạ. Của cháu hết bao nhiêu tiền? Có 240.000 thôi. Dạ vâng. Nhìn thấy mày mà bác cứ thấy tiếc à? Tiếc là như nào bác? Mẹ mày giấm con Xiên cho mày. Hôm trước thì chả cầm về luôn đi. Để đấy, thằng khác nó vồ mất rồi còn đâu nữa. Thế là như nào nhỉ? Sao cháu không thấy bố mẹ cháu nói gì? Mày thì đẹp trai, con Xiên thì xinh gái. Hai đứa lại cùng làng, không vồ được nhau. Đúng là tiếc của giời. Tao lại cứ tưởng chúng mày chụp được nhau rồi cơ đấy. Dạ, cháu với em Xiên cũng chỉ mới hẹn hò nhau qua điện thoại thôi ạ. Con tiếp tục cái phiên điều trần này như này nhá. Thế bây giờ là họ nhà gái chúng tôi là yêu cầu ông Tráng họ nhà trai trả lời câu hỏi của bên họ nhà gái. Anh Ngao chuẩn bị đặt câu hỏi và ông Tráng thì có 3 phút để trả lời. Vâng, kính mời ông. Tôi xin trả lời như sau. Về câu hỏi của nhà gái đặt ra là tại sao gia đình chúng tôi lại chấp nhận cháu Xiên. Xin thưa như thế này. Hai gia đình chúng ta không môn đăng hậu đối. Hả? Khoan, nhưng xét về mặt dịu dàng, tinh khiết, trong sáng của cháu Xiên, chúng tôi đã quyết định để cho cháu Phắn và cháu Xiên được quan hệ với nhau. Tôi đề nghị họ nhà giai là trả lời vào đúng chủ đề câu hỏi của họ nhà gái. Tại sao cháu Phắn không lấy gái thành phố mà lại bác mặt về đây để lấy cháu Xiên gái quê, lấy cháu Xiên thì có cái động cơ gì không? Cái này thì tôi xin phép trả lời ạ. Gái thành thị thì thành tinh ạ. Gái quê lâu ngày dăm bữa nửa tháng lên thành phố cũng thành tinh. Vì thế tôi cho cháu Phắn về quê kiếm gái quê xịn ạ. Để lâu mới thành tinh ạ. Ông bà có hiểu gì không ạ? Như nào thì không. Tức là như thế này ông bà. Vâng. Cảm ơn câu trả lời của bà rất là hay.
À, tức là gái thành thị thì mình cứ nôm na hiểu là nó là rau không sạch. Hiểu rồi đó. Thế mà ăn rau sạch thì đương nhiên nó ngon hơn, nó bổ hơn được gì nữa. Đúng nhá. Đấy, anh này đã hiểu rất đúng. Vâng. Còn về cái lễ ăn hỏi thì trong lễ có bao nhiêu đồ lễ, có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quà thì tôi xin phép được nhắn tin qua mạng xã hội cho ông nào. Thêm bây giờ là các bậc cao niên và các bạn bè anh em của cháu Xiên ấy, thì có ai đặt vấn đề với cho họ nhà giai nữa không thì giơ tay phát biểu ạ. Dạ không ạ. Dạ không ạ. À vâng. Không ai rồi. Vâng, thế thì như này. Tốt. Thế thì sau đây ấy, tôi đề nghị họ nhà giai đặt câu hỏi cho họ nhà gái. Đấy, cụ Ngán và anh Ngao chuẩn bị. Tôi có hai ý kiến như này ạ. Thứ nhất ạ, cho cháu Phắn quan hệ cháu Xiên thời gian bao lâu ạ, thì chúng tôi dắt cháu Xiên về làm dâu ạ. Thứ hai nữa là ngoài cái chín lễ ăn hỏi kia ra thì gia đình nhà mình có yêu cầu gì đặc biệt không ạ, thì gia đình chúng tôi phê duyệt ạ. Hết ạ. Thế thì bây giờ tôi đề nghị cụ Ngán nêu quan điểm và anh Ngao đề xuất. Cọc cọc cọc. Ông đã nói từ đầu rồi, nhà ông không có ý kiến và cũng không có quan điểm gì cả cơ mà. Mà trong ngôn nghe thằng Cóc bầu nhá, gia đình nhà tao đã giao hết cho mày chủ trì, cuối cùng bây giờ mày hành hết người nọ đến người kia là như nào? Tôi có ý kiến ạ. Vâng, xin mời bà. Nào, cầm mồm im lặng, trật tự ngồi xuống. Anh ơi, em có ý kiến này hay lắm. Không hay ho gì cả. Bây giờ phát biểu mà hớ mồm một cái nhá, chết phiền luôn. Vâng ạ. Vâng ạ, thôi ạ, thôi ạ, thôi ạ. Vâng, thôi thế bây giờ là xin gia đình nhà trật tự để tôi tiếp tục phiên điều trần là như thế này. Bây giờ ấy, chúng ta phải giải quyết cái vấn đề là quan hệ. Đấy, tức là cháu Phắn quan hệ với cháu Xiên, quan hệ như thế nào, quan hệ sẽ làm sao, quan hệ bao lâu thì mình phải cắt nghĩa cho nó cụ thể. Đó, thì tôi kết luận này, cháu Phắn chỉ được quan hệ với cháu Xiên là quan hệ bằng mồm. Có nghĩa là như này, quan hệ bằng mồm đây có nghĩa là quan hệ bằng ngôn ngữ. Nói phải rõ là chứ không bây giờ mình cứ hiểu nó không thấu đáo ấy thì người ta hiểu nhầm, nó quan hệ như quan hệ vợ chồng ấy, chết tiền ấy. Đúng không ạ? Đó. Thế còn về cái vấn đề thứ hai thì như thế này. Gia đình nhà gái chúng tôi thì cũng được biết là gia đình họ nhà giai là tiềm lực kinh tế rất là mạnh. Đúng. Đấy, thế thì cũng đề xuất là họ nhà giai chúng ta xây cho họ nhà gái một cái biệt phủ ngay tại đất này. Đấy thì thôi thì thiên hạ người ta xây 5-70 tỷ mặc xác nhà người ta. Chứ còn gia đình chúng tôi cũng chỉ cần xây độ 20 tỷ đổ về thôi. Đúng rồi. Chứ có bây giờ mình mà xây to quá thiên hạ nó dị nghị không hay. Có bằng ạ. Còn một việc nữa thì chú cũng dặn cháu Phắn là thế này. Thế thì mỗi lần cháu đến đây quan hệ với cả em Xiên cũng như với ông bà và gia đình đó thì cháu nên có một phần quà cho ông Ngán và bà Ngắm. Thế ngoài ra này cũng phải có một cái phong bì cụ thể 5 triệu để cho anh Ngao đấy cũng dứt ra, đúng không? Đấy gả chống đứa con đấy mãi mới được đứa con, bây giờ mày lấy mất rồi thì cũng phải đền bù cho người ta chứ, không phải lấy không được đâu bằng tiếng. Đấy thì nếu mà thương yêu các bạn rồi các anh em trong họ nữa thì mỗi lần đến đây cháu thiện nguyện cho cái bọn này mỗi đứa thỏi son hoặc là nước hoa chẳng hạn. Có phải không ạ? Đúng rồi. Dạ cái này thì ông bà với lại các bác cứ bình tĩnh để cho cháu có thêm thời gian để cháu cân nhắc ạ. Tôi nói với anh Phắn thế này nhá. Hôm nay bản thân tôi thì là nhà bao việc rất bận, mà tôi vẫn mình đứng đây để tôi gọi là điều hành cái phiên họp của hai gia đình. Cho nên là cái ý kiến kết luận của tôi thì nó là phải là ý kiến cuối cùng. Còn anh mà băn khoăn nhá, anh mà cân nhắc nhá, tôi nói luôn ấy là tôi bác ngay cái mác đại gia của nhánh nhá. Ngoài ra tôi sẽ cho cháu Xiên quan hệ với thằng khác theo đúng quy trình. Anh kia, anh lấy tư cách nào mà anh lại đòi bác mác đại gia của gia đình nhà tôi? Đây là vấn đề quan hệ giữa hai gia đình chứ không phải là buôn bán mà đưa ra những cái lý lẽ vô lý như thế đâu. Gia đình chúng tôi hạ cố đến đây không phải để ruồi bâu nhặng bậu như này, để nghe những điều phi lý như vậy. Bố mẹ cứ bình tĩnh, có gì để con giải thích ạ. Anh không cần phải giải thích nhá, anh chị có thích đập bàn không hả? Anh chị có thích đập bàn không? Ấy. Tôi nói cho anh chị là anh chị rất mất lịch sự nhá.
Anh chị đừng tưởng anh chị nhà giàu về đây là khinh rẻ nhà nghèo. Như thế nó không được. Tôi nói luôn, thay mặt cho ông Ngắn và Ngẩm và tôi bóc cái mạng đại gia của gia đình anh chị. Nhưng mà thôi. Đi về, đi về. Thôi thôi, bình tĩnh đã. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Hai gia đình nhà chúng ta ấy nên hiệp thương với nhau. Hả? Chứ bây giờ mà lại bóc cái mác đại gia của nhà giai ra thì có mà chết tiền. Ôi giời. Cái chú này đi đâu mà cứ chạy như là cái con trâu điên tuột xích ấy, bụi hết cả hàng của chị rồi. Ủa thế à? Thế em xin lỗi bác. Mẹ trông con bố nó bịt hết cả mình đi. Không biết là vợ chồng nhà nó có bao nhiêu nghìn tỷ mà nó tinh vi tinh tướng, lộn hết cả ruột đây này. Bác cho em chai rượu để em uống cho chết cha đời cho đỡ bịt mìn. Đây, rượu đây. Điên không thể chịu được. Này, mà chú vừa chửi cái nhà nào thế? Nhà nào mà lại có tận 1.000 tỷ cơ? Em chửi đó, em chửi cái nhà vợ chồng cái thằng nó đang dập dòm thông gia với nhà thằng Ngao. Mẹ bố đây, mình đang nói chuyện đàng hoàng tử tế, thế nó đập bàn đập ghế này. Chả nhẽ em đập vỡ vỡ bà này, mõm ra, mất dạy, nó cậy nó có tiền, nó tinh tướng. Mà tôi tiếc cho cái thằng Quý con nhà phú sĩ thật đấy. Nó vừa đi qua đây này, đẹp trai lồng lộng như là giám đốc ấy, thế mà lại vồ trượt cái con Xiên chứ nhỉ. Đấy, em bảo nhá, nhà Ngao Ngán Ngẩm mà khôn ra ấy, là ném con Xiên sang nhà phú sĩ. Đây thì sướng. Chứ còn nhà Chu Dúc và nhà cái thằng nghìn tỷ nhá, con Xiên không điên thì cứ cũng thần kinh. Đấy. Ô, mà bác bảo thằng Quý nó vừa về à? Nó về rồi. Bác có nhìn chính xác không? Thì nó vừa mới ra đây mua nước về để biếu bố mẹ nó đây. Ô thế à? Ừ. Ô hay nhỉ. Này, có khi là em xui cái thằng Quý nhà phú sĩ ấy. Nó sao nó cắn nhau với cái thằng con nhà tiền tỷ kia. Ô, có khi cho chúng nó cắn nhau cho chết bà, chúng nó đi cho nó vui nhỉ. Cái chú này cũng lắm chuyện thật đấy. Thật đấy mà. Anh Phán ơi. Ôi giời, mất mặt cả tuần sao không vào nhà? Hẹn em ra đây làm gì? Ôi giời. Anh tặng Xiên. Ôi giời, hết cả hồn. Anh Quý mới về đấy à? Mà này, sao anh lại nhắn giả vờ là anh Phán làm gì? Anh mà nhắn là anh thì em sẽ không ra đây. Đợt trước anh bảo là khi nào về anh sẽ tặng hoa cho em, sao không nhận? Chắc anh cũng biết chuyện của em rồi còn gì. Anh còn biết cả tên người yêu em nữa thì tặng hoa cho em làm cái gì? Nhưng anh không tin đây là sự thật. Anh biết là em chưa nhận lời yêu anh, nhưng lúc nào anh cũng nhớ về Xiên. Và anh tin rằng là ông trời sẽ duyên cho chúng mình. Anh Quý ạ, em xin lỗi và cũng cảm ơn anh nữa, nhưng mà bông hoa này chắc em không nhận được đâu ạ. Ba mượn hoa nghe em thôi, ta cùng ngái một bông hoa đẹp. Bông hoa này là của Tùng. Bố à? Bố lại uống rượu say đây à? Con đã bảo bố rồi, bố đừng uống rượu nữa, sức khỏe của bố có tốt đâu. Ai mà không tốt, vẫn tốt đều. Dạ, cháu chào chú Ngao ạ. Tả đám, tao ạ mày. Thôi không Phán cái gì. Này mò mẫm gì tốn chứ. Mà tao dặn luôn hai đứa nhá, chúng mày chỉ được phép quan hệ bằng miệng, tức là quan hệ bằng ngôn ngữ. Chúng mày mà ăn kem trước cổng này, chết tiền. Bố, đây là anh Quý, con nhà bác phú sĩ đấy. Hả? Hóa ra là cái thằng cu Quý. Mày trâu tậm uống nước đục rồi con ạ. Cái thằng thơ thông Phán ấy, nó có 1.000 tỷ cơ. Nếu mày có 1.500 tỷ, tao sẽ thay đổi cuộc đời luôn. Muộn rồi, Pikachu ạ. Bố đi. Bố say quá rồi đấy, cứ nói linh ta linh tinh. Thôi bố đi vào đi, đi. Mở ra. Mày đúng hết tính con mẹ mày. Cứ mở miệng ra là nói tao thay. Tao thay là tao thay thế nào hả? Còn nâu tao mới thay nhá. Tao cứ đứng đây để nhìn thấy cái thằng nâu nghìn tỷ nó quan hệ với mày bằng cái gì? Dạ, cháu cho bác cháu về ạ. Tạ dám, tao ạ mày lại nà. Mang hoa về này. Bố.
Anh về nhá. Ừ, còn anh về nữa, cứ để nó biến về luôn đi, nó khuất mắt. Mà này, bố này cứ tưởng là cái thằng thơ trong phán nó đến, đang mừng, hóa ra là cái thằng cục quý này. Này, mỗi lần cái thằng thơ trong phán nó đến, nó cho bố 5 triệu. Nghĩ chi là 3 lần 5, 2 năm, ngót nghét hàng 5 triệu đấy. Cứ cái đà mà cái tiến độ nó to tiền nhiều như thế này thì bố uống rượu không mà tích tiền con này. Bố này, bố uống rượu ít thôi. Mà này, một tuần nay thằng này nó không vác mặt đến nấu cái. Anh ấy đang bận công việc bố ạ. À. Ừ. Làm ăn lớn cho nên phải đau đầu vì tiền. Ừ. Mỗi lần á phải đi gom cả 100 triệu một. Ừ, khổ thân. Bố ơi, nhà mình nghèo cho nên chẳng giúp gì được anh ấy bố ạ. Ôi trời, con một người chuyện to thì phải sống lớn. Tao tưởng nó gom 1000 tỷ thì nó gom mấy trăm tỷ bố nó được. Thôi, đi vào đi ngủ. Ừ. Dạ, vâng ạ. Khi nghĩ là nghỉ, đi về. Mày. Ờ, đi bố, đường này. Ừ. Cái này của ai nhỉ? Cứ cầm đi. Đại ca, thằng Nhật tinh ngao muốn gặp đại ca. Thập thò gì ngoài đấy. Có việc gì vào đây? À, từ từ anh ơi. Anh từ từ để em có em gọi điện cho thằng con đẻ gái. Vâng ạ. Alo. Ờ, thôi trong phán nữ bố đây. Ừ. Bố đang cầm thủ đỏ đây rồi. Hả? Vay trong vòng 15 ngày đi. Ừ. Ừ, được rồi. Hả? Nhưng mà này, cái trường hợp ý mà lãi nó cao thì con có vay không? Vẫn bay đi. Ừ được rồi. Thế bố xuống thổ nha. Ừ thế con nha. Ừ yêu con nha. Ừ, bố tao con. Rồi ok. Dạ em xong rồi ạ. Ồ các anh các chị đang ăn tơi nhảy múa hả? Dạ vâng. Nhìn cuốn sổ này quen quen nhỉ. Lại vay tiền hả? À, dạ vâng, nhưng mà đợt này là em không vay để đàn can tháo nhị đâu. Mà em vay cho thằng con để em nó làm ăn anh ạ. Dạ. Ừ, cần vay bao nhiêu? Đợt này tiền khan nên ra lãi hơi cao. À, anh yên tâm đi. Thằng con để em nó bảo là dù cao bao nhiêu nó vẫn vay, nó vẫn tới. Bởi vì nó là doanh nghiệp 1000 tỷ mà anh. Cho nên là anh cứ cho em giật nóng 200 triệu trong vòng 15 ngày hoặc thậm nhất là nửa tháng sẽ trả lại cho anh hoàn toàn luôn. Đã. 200 triệu đã. Trong vòng 15 ngày. Đã vâng. Tao cắt lãi 30 triệu. Đã. Nếu 15 ngày mày không trả xong thì cứ 5 triệu một ngày. Thì em đã bảo anh yên tâm rồi thì thằng con rể em nó là doanh nghiệp 1000 tỷ cho nên nhá, không phải suy nghĩ gì, không phải vướng. Thằng Tín, thằng Dũng. Đã. Đã. Xuất tiền. Không phải đếm. À dạ mà thì đủ hết rồi. Vâng. Thì em xin phép à các anh các chị ạ. Này em về nhá. Cứ cứ vui chơi nhảy múa tự nhiên ăn đã. Nào, em đi. Nào. Vào chỗ cơ quan chứ cái chỗ không người ấy. Đi đâu đây? Em đi thuê nhà đám cưới. Thuê đám cưới à? Tống môn nhà người, kệ cái đẹp trai, sơi mà lục hai cổ, sướng thế. Mô anh phải, em đi riêng, em không liên quan chuyện vợ chồng nhà đi hết. Ồ, em cũng nguyên trúng à? Dạ, em nguyên viên trúng anh. Ở mốt nữa? Dạ, em ở Quảng Bình anh ạ. Quảng Bình á? Dạ. Lúc rồi bên trúng yêu thương, để xe vô đó anh làm thủ tục chứ. Dạ, dạ. Còn người nữa, để vào.
Em ngồi đây em. Dạ. Em tên chị ấy? Dạ em tên Nhung anh ạ. Nhung à? Dạ. Anh ơi, vợ chồng em đến trước sao bác lại làm cho bà này trước? Cái anh này, anh đi thì có đôi có lứa, còn cô gái này đơn thân gối chiếc, thân gái dằm trường. Anh chẳng biết cái lăng gì cả. Cô ấy, mà lại anh này khổ lắm ấy. Ê, vợ chồng em chưa? Em Nhung ơi, em họ chị ấy? Dạ, em tên là Trần Thị Phương Nhung anh ạ. Trần Thị Phương Nhung à? Dạ. Em định đăng ký vào ngày mô? Dạ, em ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2 sáng trưa chiều tối? Dạ, trưa anh ạ. Trưa không? Dạ. Trưa ngày 14 tháng 2. Ok, anh bà này, bên anh ấy có hai gói. Một gói 5 triệu và một gói 3 triệu 2. Em định chọn gói mô? Dạ, em lấy gói 3 triệu 2. 3 triệu 2 thì anh nói thật nè. Nó có cái bòn mà, đáng tỉnh tinh táng quá nhá. Cái nhóm đó là cái chi đấy? Cái nhóm nhún nhảy em. Thôi mình lấy gói 3 triệu 2 đi anh ạ. À thế ạ. Dạ. Anh ghi 3 triệu 2 nhá. Dạ. Em là miền Trung yêu thương. Dạ. Thay mặt cho vừa, bọn anh giảm giá 10%. Em đồng ý nhá. Tiền tươi luôn đấy. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Bọn đôi này. Cái ngày nào? Ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2 sáng trưa chiều tối. Buổi trưa. Trưa. Tông môn ngày 14 tháng 2 là ngày gì nhỉ? Lắm đôi cưới thế. Alo. Yêu cầu anh trưởng đoàn Ung Hoàng Cốc ra văn phòng bảo vệ. Ngay vào luôn. Khổ thế cái gì này. Tôi đã dặn là hôm nay là tổ chuyên môn người ta đang họp rồi cứ gào ầm lên thế có việc gì? Anh ơi, ngày 14 tháng 2 có hai cái đám cưới. Nhiều buổi trưa cả anh ạ. Cưới ngày 14 tháng 2 á? Vâng. Ôi giời, cái ngày này ngày xấu thế này mà làm gì có ai cưới? Hai đôi này ạ. Hai anh chị này? Vâng ạ. Thế chị tuổi gì mà này cưới vào cái ngày 14 tháng 2 này? Dạ em tuổi Tý. Tuổi gì? Tuổi Tý anh ạ. Tuổi Tý. Con rắn này anh. Rắn à? Vâng. Con rắn này thì là đồ re mi fa son si đố. Đố. Cái tuổi của chị thì cưới vào cái ngày này nó còn được. Bởi vì là chị là cái đố giáng. Đấy chứ không phải đố thăng. Đấy thì cưới vào cái ngày này thì nó còn tạm. Thế con anh tuổi gì? Em tuổi Mão. Tuổi Mão thế còn chị? Em tuổi Dậu. Mão Dậu. Mão Dậu mà đi cưới vào cái ngày Mùi này à? Úi giời ơi, không phải người ta đi tuổi Mão với tuổi Dậu mà đi cưới vào cái ngày Mùi này. Sao anh? Mão với Dậu là mèo mả gà đồng nhá, lại cưới vào cái ngày Mùi tức là cái ngày Dê. Thế sau này ấy, tôi nói cho anh chị biết là anh không đi ngoại tình thì chị cũng đi ngoại tình. Đấy cái lúc đấy thì nhà cửa nó tan hoang tan nát thì chả ai người ta Mão Dậu đi cưới vào cái ngày này. Thế anh ai xem ngày cho anh chị mà dám cưới vào cái ngày này? Bố mẹ em xem cho à? Ôi thế thì chết rồi, các cụ chắc là xem phải hơi dởm rồi. Đấy tôi khuyên chân thành với anh chị nhá, anh chị không lùi ngày nên là cưới ngày này là không ổn tí nào đâu này. Không được anh ạ, bây giờ khách khứa đã mời hết rồi, cỗ bàn đã đặt rồi, không lùi được đâu. Ôi giời, tôi thì gọi là tôi biết thì tôi tư vấn cho anh chị thôi, vì hạnh phúc của anh chị thôi chứ còn tùy anh chị thôi. Bây giờ làm nào bác? Thế bây giờ nếu mà không chuyển được ngày thì phải chuyển giờ. Đấy phải xem cái ngày có cái giờ nào nó hợp lý thì phải chuyển giờ đấy. Đấy. Thế thì để tôi xem là cái ngày ấy, còn cái giờ nó tốt hơn không để tôi bấm độn cho nhá. Sòn đô sòn. Sòn đô re. Re 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 mi đô re. Re re mi re đô la đô la sòn la. Che đô la sòn mi. Sòn mi sòn mi sòn la sòn la sòn la sòn la đô đô. Đây rồi. Tôi chọn được cho anh cái giờ đô đấy. Giờ đô là giờ nào hả bác? Giờ đô nó rơi vào cái cung là từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Đấy, cử hành hôn lễ một cái giờ đấy thì nó cũng được đến độ khoảng 90%. Ô, thế nhỡ khách ăn hết xong thì tao về thì ai dự lễ thì hôn? Tôi nói cho anh biết nhá, anh mà cưới vào cái giờ đô ấy là anh được mấy việc cơ. Việc thứ nhất là anh lọc được một số phờ gen không cần thiết. Đấy, ví dụ như là cái bọn phờ gen với bọn bạn mà nó thân bằng cố hữu mình ấy, nó tốt thì nó ở lại nó giữ thì mình biết là ai tốt ai xấu. Thế còn có cái loại mà ăn xong cắp đi thì về là cái loại phở gen mất đi đó. Mình không được chơi với nữa đúng không? Đúng rồi. Tốt quá anh ạ, anh cho ban nhạc đến cử hành có lẽ cho em vào giờ đô đấy. Cái giờ đô ấy, nó không chỉ là lốt nhạc mà nó lại còn là cả đô la nữa chứ. Có anh mà cô cưới vào cái ngày khác mà không được giờ chết tiệt. Ôi,
Này này, cái nhà thủy mỹ tuồng này bà vay chưa? Em đã bảo em vay cả làng rồi. Nhà thủy mỹ này em vay hôm nọ được 3 triệu. Sao không vay cả 5 triệu để cho nó đủ lãi một ngày? Ừ nhỉ. Vào vay 2 triệu nữa đi. Ừ, nhanh lên. Vào vay 2 triệu. Nhà ngã cầm đi đâu đây? Ôi vào đây. Vào đây hỏi thăm tí đã. Đấy. Khổ quá cô ạ. Sao mà khổ thế? Này, thế đã tìm thấy cái thằng tiền tỷ chưa? Chưa. Đã thấy nó chủ tâm đâu. Chủ. Vợ chồng tôi với thằng cháu Ngao chạy long thòng thọc cả bên nội lẫn bên ngoại để vay cho đủ 5 triệu. Trả tiền lãi một ngày đấy. Ôi dồi ôi, trả bố cái thằng tiền tỷ, trả lãi 5 triệu một ngày. Ừ. Thế thì nó giết con người ta. Đấy, cô Thủy Mỹ Tuồng ạ, hôm nọ tôi vay cô 3 triệu, hôm nay cô cho tôi vay nốt 2 triệu là 5 triệu, cho đủ lãi suất một ngày nhá. Thôi cô thương thì thương vợ chồng tôi cho nó chót. Mai ngày kia mà tôi túm được cái thằng chơi trong phán nhá, tôi trả lãi cô gấp đôi luôn. Gấp 3 luôn. Gấp đôi thôi. Ừ, gấp đôi. Nhá. Nhưng mà vừa lấy hàng hết sạch tiền rồi, 2 triệu thì chịu thôi. Tiếc nhở. Sao không sang nhà Phú Sĩ mà vay? Ui, cái thằng Quý dạo này nó làm giám đốc xây dựng nhiều tiền lắm. Thế à? Vừa mới từ thiện cho nhà thằng Chí xây cái nhà khang trang đáo để đấy. Này, thế nhà Phú Sĩ bà đã sang chưa? Anh này, mình vừa thất hứa với con nhà người ta, không gả con Xiên cho nhà Sĩ, bây giờ mặt mò mà đến à? Mò cũng được chứ làm sao? Có bệnh ý là phải vái tứ phương. Ừ nhỉ? Được chưa? Phú Sĩ, Phú Sĩ, Phú Sĩ, đúng đấy. Phú Sĩ, tôi Phú Sĩ. Đi. Cảm ơn nhá, cảm ơn. Nhanh lên. Vâng. Nhanh lên. Thắt dây an toàn mà vâng. Chưa? Rồi. 8, 1 lần sang bên phải, 1 lần sang bên trái được chưa? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Nào, nhờ tí nào. Gớm thật mấy cô này. Lúc dỗi dãi anh không tập, cứ chuẩn bị đi biểu diễn này mới cùng qua cùng quăng. Mệt ghê lắm kìa. Nào, phải quên. Tí nữa nhớ là cái xe này đợt này nó bị sôi nước nhá. Đổ nước vào cho anh nhá. Ôi trời ơi, cọc ơi nhà cọc ơi. Ôi, vừa nặng biển bao nhiêu đấu của tôi rồi. Ôi trời ơi, trời khổ thế này. Tự nhiên người ta đang yên bình như này đến gào thét thì, thế tóm lại là nhà mày có ai bị làm sao hả? Không những ai bị làm sao mà cả nhà tao bị làm sao hết cả rồi. Chuẩn bị ra đê uống nước sông hết rồi. Ôi trời ơi. Ơ, anh Ngao, từ ngày anh lên làm đại gia tiền tỷ, anh bỏ đoàn làm tụi em hơi buồn đó nhá. Mà em nghe nói anh sắp xây biệt thự resort ở ngoài đê à? Ôi trời ơi. Cả cái vùng này gọi Nhật Tinh Ngao tiền tỷ, ra sông để sắm du thuyền ấy, ai lại ra sông uống nước tiêu chảy chết tiền. Này, khi nào mà bác Ngao mà xong cái resort sắm được cái du thuyền ấy thì cho vợ nhạc biển vàng mượn cái bối cảnh làm cái MV cho nó hoành tráng. Thôi mọi người im hết cả đi. Đây là chuyện thật chứ không phải đùa đâu. Rồi ôi. Thế tóm lại như nào? Tóm lại như thế này. Cái thằng con để đẻo chơi trong văn ấy. À. Nó lừa tao đi cắm cái sổ đỏ. Tôi chết. Mất mấy trăm triệu. Ủa rồi. Xong là nó ra đi không bao giờ trở lại nữa. Ôi trời chết rồi. Thế này chết rồi. Thế thì cụ thể cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi mình là ngót nghét đến 7-8 triệu rồi. Ôi trời ơi. Thế thì chết tiền à? Tao biết ngay mà. Cứ lúc đầu tao nhìn thấy bản mặt cái thằng Phán thì tao đã bảo cái thằng này nó không phải người tử tế. Bởi vì cái thằng ấy nó đẹp ra đến mức độ không cần thiết. Đấy. Thế mà nhất là cái thằng bố con mẹ nói. Cứ mặt thì nhìn không có tỷ nào mà lúc nào cũng chém gió cả nghìn tỷ. Thôi bây giờ này, tao đang rơi vào cái hoàn cảnh rất là đau khổ. Thì mày có thể giúp tao trở lại đoàn, tao lại đi biểu diễn. Thôi thì mỗi ngày kiếm đồng ra đồng vào để no cái lãi 5 triệu một ngày ấy. Cái gì? 5 triệu một ngày á? Tông môn mày chứ. Bán đến 5 cái vựa ở nhạc biển vàng ấy không đủ cho nhà mày đóng lãi một ngày. Thôi, thương hoàn cảnh của tao, cứ cho tao vào để tao kiếm gọi là cọng rau bát táo sống qua ngày. Cứ thế này khổ lắm cóc ạ. Ôi trời ơi. Thôi thế bây giờ này. Vâng ạ. Thế bây giờ hoàn cảnh của nghệ sĩ Nhật Tinh Ngao như thế thì anh ấy muốn quay trở lại đoàn. Thế thì anh chị em nghệ sĩ mình có chia sẻ với anh ấy không nhỉ?
nhất trí luôn nhưng có thế nào nữa. Đồng ý đấy là anh ấy tự ly hôn vợ nhạt mình, anh em nghệ sĩ mình có át hủi đâu, đúng không? Đúng rồi. Nhất trí. Thế thì bây giờ này, bây giờ là đi diễn với đoàn luôn nhé. Thế thì bây giờ này, đoàn nhà mình bây giờ là hồn anh người giữ nhá. Đồ đạc, dụng cụ rồi là nhất là phục trang hôm nay là lượt cho tử tế nhá. Tôi đi chuẩn bị xong rồi sắp xếp xe rồi còn đi. Nhanh xếp đồ lên xe anh em ơi. Nhanh nào. Cái gì đấy? Mồ nào ơi. Rồi. Mồ ơi. Mày bình tĩnh nào đừng có khóc nữa. Chuyện đi. Mồ ơi. Cái thằng rơi rông vắn. Nó. Mình tao nói đi. Nó lừa nhà mình thật rồi bố ạ. Ôi đã biết ngay mà rồi. Bố ơi, không phải nó lừa mỗi mình con, mà nó lừa 6 chị nữa, cũng thủ đoạn như con bố ạ. Ôi trời ơi, 6 đứa nữa cả. Mày mới thấu con kia, ngu nhất quả đất này. Thế làm sao mày biết được là thấu con kia nó cũng bị dùng thủ đoạn như của mày hả? Tại vì có một chị về tận nhà nó để xác minh nó có vợ với cả hai con rồi. Ôi trời ơi, tao biết ngay. Cái hôm cuối cùng ấy, nó gọi tôi ra một chỗ xong là nó bôi tơ tôi 5 triệu. Tôi nhìn thấy nó đi cái con xe E300 màu trắng mới chết. Biết ngay là nó chỉ có nửa đảo nó mới có thôi. Vì hai nữa là nó còn dụ tôi à. Tới đây con sẽ mở một cái phim trường cực lớn. Ôi giời. Này. Nếu mà nó mở cái phim trường ấy, ông bảo nó đến nó quay cho Vựa Nhạc Biển Vàng với MV để làm PR. Đúng rồi đấy. Ông điên à. Nó là thằng lừa đảo chuyên nghiệp. Nó đến đây nó lừa tách của cải trong nó lừa cả cái tổ múa kia. Chứ không ăn cam ăn. Quyền. Mà cái thằng chó này nhá. Nó bảo tôi giống cái thằng diễn viên hài Chiến Thắng. Đấy, tới đây sẽ đón vào để sẽ đẩy cái thằng Chiến Thắng ra và sẽ cho tôi vào thành Chiến Thắng fake. Đấy. Cho đóng vai chính luôn. Thế nó mới cho thôi gì. Bố ơi. Nó lừa cả con nữa là 7 người. Tổng cộng 2.5 tỷ bố ạ. Trời ơi. 2.5 tỷ rồi. Con trò ơi, Chiên ơi, Chiên ơi. Quá rồi. Thế này thì mày cầm Chiên, mày Chiên cả Nga như con. Xong mày đến đây mày Chiên nốt cái Vựa Nhạc Biển Vàng yêu dấu của tao. Này, cấm cho cái thằng đấy cái bén bảng đấy nhá. Ở đây không biết bọn lừa đảo nhá. Ôi trời ơi. Tao. Thế bây giờ phải làm sao? Trời ơi. Thôi bây giờ này, bố còn im đi. Thằng Ngao cầm, con Chiên im. Đây bây giờ mày để mày nghe chú hỏi đây nhá. Dạ. Chú hỏi cái câu này nó tế nhị nhưng mà mày phải trả lời xong phẳng ngay chưa? Dạ. Mà có hứa là mày trả lời xong phẳng không để chú hỏi? Dạ, chú hỏi đi ạ. Thế cái thằng sơi trong phấn thì nó đã xiên mày chưa? Là sao ạ? Ý chú hỏi là mày với nó đã làm cái chuyện vợ chồng chưa? Làm chưa? Dạ, cháu chưa ạ. Chắc không? Cháu chắc là chưa mà. Thật không? Chắc là chưa gì? Mày thề đi. Tao hỏi là có chắc chắn không? Cháu xin thề là cháu chưa. Ôi nó đưa. Như thế tức là phúc tổ bởi mấy đời cho cái nhà ông Nhật Tinh Ngao rồi. Tức là cái thằng sơi trong quán nó mới chỉ sơi được tiền của con Chiên thôi. Chứ nó chưa sơi được tình. Đúng rồi. Đấy, tí nữa thì phải nuôi cả trâu lẫn nghé có mà chết tiền. Lục năm. Thế thì nhân đây tôi cũng quán triệt lưu ý với cả anh em văn nghệ sĩ trong đoàn mình thế này này. Nhất là một cái tổ múa thế này nhá. Đợt này tôi trông các cô cũng lẳng lơ lắm. Gặp cái thằng nào ấy mà nó chém nó cứ phần phật thế này này là phải mặc ấm vào. Không chửa ra đấy nó chết tiệt. 1, 2, 3 Vâng, xin được cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các ông, các bà, các cô, các chú và đặc biệt là các cháu. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan. Sau đây Vựa Nhạc Biển Vàng xin được phép tan tại đây. Tan thế nào? Hôm nay ngày vui ông mày bỏ tan. Hôm nay ngày này ông phải chơi đến hán. Vâng vui ông. Đúng rồi. Không, ông ơi không phải đâu. Đến được bọn con mà ông. Ông ơi ông bảo người ta đánh bài con có bé đi không? Không được. Ông bảo người ta hát bài tình yêu không có hồi kết đi không? Con cháu nhà ông hư bỏ mẹ tình yêu mới tình thức. Ông bảo người ta chơi cái nhạc dê mít gì lên động nhà lên động nhà lên động nhà lên động nhà say rồi ông ngồi say cái gì này ông ơi đằng nào mình mất tiền thuê
mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Bảo nó vụt cho cái bài nè, bê rơi lô ấy, cho nó bùi tai, nghe cho bùi tai. Rồi. Thôi thôi các con này, các con vào trong nhà học bài nhá. Đi đến lượt ông gọi các con sang nghe. Mà ông ý làm sao mà con học được ạ? Thì con bị tai vào mà học. Không chịu đâu. Thôi thôi các con ơi, hai ông này, ông bà bị đấy. Ông ấy bắt các con, say rồi. Thôi các con vào trong nhà, tí đến lượt ông gọi các con ra nghe nhá. Thôi đi con, các con vào đi. Này này, cái thằng em xin mày cút ra đây cho ông bảo. Dạ. Dạ có con ạ. Hôm nay là ngày vui của nhà ông. Là cái ngày thôi lôi của thằng Đít Nhôm nhà ông, mày nghe chưa? Ông là ông đẻ cái thằng bố nó, mà thằng bố nó thì lại đẻ ra nó. Dạ. Thế nên là mày có biết gáy cái bài tình cha không? Dạ có. Thế thì mày gáy cho ông bài tình cha cho nó hợp cảnh, nhớ chưa? Dạ. Này. Anh ơi. Làm. Ông bắt hát cái bài tình cha. Thôi. Anh em mình vụt nốt cái bài này để về được. Em mệt quá rồi. Từ đối giờ tao vụt đến 50 bài rồi. Bây giờ nó còn bắt mình hát thêm một bài nữa. Tao chịu làm sao được. Mình có phải cái máy đâu mà bắt người ta như thế. Mà nó có ba thân đồng nào đâu. Thôi, bọn nó say hết rồi. Tông môn nó bây giờ mày vụt một bài nữa xong đi về ngủ ấy. Tao xả hết cánh rồi. Đưa thằng này nó gãy đạn. Làm nốt bài này về nữa. Mệt lắm rồi. Đứng gương đẹp này. Dạ. Nhật Tinh Ao xin gửi tới gia đình bài hát Tình Ta. Mày gái hử? Dạ. Mày gái không giàu. Mấy cái thằng này ở đâu mà sọc vào nhà tao hả? Thằng già kia, im mồm, có thích đốt nhà không? Này ông ơi, đây là cái bọn giang hồ đấy, không dây ở đâu, dây vào chết tiền. Đấy, đại ca, em tìm mãi mới thấy chúng nó giết ở đây đấy. Bọn biển vàng hôm nay nhận cát xê cao hay sao mà chơi tích cực gớm nhờ? Ngao, dạ. Tại sao hôm nay mày không trả tiền lãi? Mày có biết là không giờ hơn là bước sang ngày thứ hai rồi không? Thôi anh ạ. Em vẫn biết là như thế. Nhưng mà thôi anh cũng thông cảm giúp em. Để cho bọn em vét nốt như cái hồ này. Xong em lại đầu tư em trả cho anh. Thế bây giờ anh nghĩ xem bọn em xác định tối đi đâu, tối tối nào. Mà tối làm sao, có tối ở mắt. Ơi, qua giờ ngọ rồi. Đúng hôm nay sinh nhật đại ca. Tiện có cái tiệc thôi lôi này, tổ chức luôn sinh nhật cho đại ca nhỉ. Thằng này nói được. Đồng ý. Chủ nhà đâu nhỉ? Dạ, có em đấy ạ. Mang bia rượu với mồi ra đây để tổ chức sinh nhật cho đại ca. Dạ, vâng, anh chờ em tí. Này, hai con Lan, chúng mày vào dồn cỗ ngay cho ông để ông ra đãi các anh nó. Chứ không thì cháy nhà ngay bây giờ. Khẩn trương lên, nhanh lên. Nhanh lên còn ta đốt nhà bây giờ. Các anh chờ em tí ạ. Đại ca hôm nay thích bài gì? Để em bảo bọn nó chiều. Mày hỏi bọn nó xem, có nơi nào thuộc bài Cát Bụi Cuộc Đời không? Ra song phi với tao. Em song phi với anh luôn. Mày hả? Đảm ơn bạn. Dạ vâng, em chỉ nhìn mic. Đây. Đây, mẹ thằng Phèo đưa mic lên cho tao. Thôi cho anh. Đấy, mời anh. Dạ, kính anh ạ. Đấy.
Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, truyền thế sự nơi chân gian. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, truyền thế sự nơi chân gian. Anh em cứ để tạm ở đây, xong rồi lên trên máy khảo sát, xong là lập luôn cho anh. Quá. Phải lớp thế này. Ôi, xin chào hai bác. Mời anh chị Phú Sĩ với cháu Quý vào uống nước. Cái thằng cháu Quý nó cẩn thận quá, chứ có cái nhà con như thế này, nó chỉ cần lợp cho tôi bằng cái lá cọ ấy, hoặc là nó mua một ít cái tấm cũ nó lợp là được rồi. Chứ mà bây giờ nó lợp bằng cái tấm lợp Đông Anh mới thế này thì chết tiệt. Chú này, ai lại nói thế? Các làng khác cháu nó tài trợ toàn bằng tấm lợp Đông Anh Hà Nội hết. Chẳng nhẽ chú cùng làng mà cháu nó lại để chú lợp bằng lá cọ à? Quý hóa quá. Mà chú hứa với thằng cháu Quý là xong nhà mới là chú bỏ rượu trên để đấy nhá. Chú nhớ chưa? Nhưng mà mang Khánh thành nhà, cháu nghĩ là uống một vài chén cũng không sao đâu ạ. Chú đã nói bỏ là bỏ. Hôm nay lợp xong, ngày mai về Tân Gia chú cũng chỉ cầm cái chén không, chú lạch cạch một tí cho nó vui thôi. Hình như bác Phú Sĩ hả? Em chào bác nhá. Bắt tay cháu Quý cái nhỉ? Chú Công ạ. Ôi ôi. Ôi anh em nhà bác Chí ăn chơi này cơ. Chào chú Công. Xị không? Ôi dồi ôi, gớm nhỉ. Nhà bác Chí lợp hẳn bằng tấm lợp Đông Anh Hà Nội cơ. Tất cả là đều do thằng cháu Quý nó tài trợ đấy, chứ còn anh thì làm đếch thì có tiền đấy. Em bảo với bác là thằng cháu Quý nó làm bên xây dựng, nó không tin thì còn ai tin vào đây nữa. Đấy, em nói với các bác nhé, nhà em mà lợp bằng cái tấm lợp Đông Anh Hà Nội từ những cái năm 99-2000 cơ, mưa gió bão bùng như thế, thế mà đến giờ nó vẫn chơi, nó không chịu hỏng cho mà thay ấy. Chú ơi, bây giờ máy móc hiện đại, nguyên vật liệu tốt, nó lại còn bền hơn nữa chú ạ. Chả thế mà cái đám trẻ trâu ấy, úi dồi, nó cứ cầm gạch với cầm sỏi cầm đá cái to nắm đấm ấy, nó ném cộc lên mấy nhà mà không thủng đấy. Thế mới biết là cái anh tấm lợp Đông Anh Hà Nội này vẫn là độc tôn trong các dòng tấm lợp này. Đúng rồi, nó là độc tôn mà. Chú chẳng qua yêu nó quá, chú nói hơi quá đấy. Chị, tôi nói luôn, cái gì dùng lâu mà nó chảo, đúng không bà nhỉ? Em nói với bác nhá, gạch đi nhá, đập vào còn vỡ, nhưng riêng tấm lợp đập vào không vỡ cơ. Đấy, đẩy không tin em.
Này. Đây. Cái gì đấy? Ôi. Này, chú này, chú dừng lại. Bỏ đập thiếu quay bây giờ. Đây, này chú làm gì đấy? Bỏ thiếu bây giờ. Bỏ thiếu bây giờ. Thôi. Thôi. Em nói rồi. Thôi. 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 Vỡ thiếu bây giờ. Ôi. Thôi. 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 Thôi vỡ bây giờ. Ui. Ôi, chú ơi. Đây bác thấy chưa? Chú ơi, không nghe bác ấy bảo nó phép. Em thật bác cái này, gạch đi đập vừa phát vừa ngay này. Ui giời. Đây. Này, lấy đồ gì? Nó đùa với bác là gì đâu mà. Đấy, thế bác Chí. Thế bác định bao giờ là uống rượu nhà mới? Mai mời chú sang nhà anh ăn tân gia. Cái bữa ngày mai cũng do thằng cháu quý nó tài trợ cả đấy chứ. Anh thì cũng lại làm đất như có tiền. Đấy. Em nói với bác là thằng cháu quý này nó vừa có tâm, nó vừa có đức, mà nó lại vừa có tiền. Nhưng mà thằng này thiếu mỗi tình đấy. Thế thì mới phải nhờ chú cấp đây. Mà cái thằng này này, nó chỉ thích gái quê đấy chú ạ. Bố con nhà nó à, cứ sinh là được. Đấy, thế thì tính thằng quý là giống y tính chú, cứ phải sinh. Ừ. Nhưng mà bây giờ cũ bố rồi, đâu rồi đấy, thế nào nó thích đó. Mà này quý, dạ. Mày vẫn thích gái sinh nhá, mà gái quê thì mày lại đâm một con xiên cho chú. Con xiên làm sao được? Cháu tưởng xiên. À, chú hiểu rồi, ý mày nói là cái thằng sơ trong khoắn thế gì? Thằng sơ trong khoắn ấy định xiên con xiên nhưng mà không thủng. Đấy, cho nên khoắn rồi. Nó mới chỉ lừa được tiền của con xiên thôi chứ chưa lừa được tình. À. Đấy. Đấy quý ạ. À. Chú tâm sự với cháu rồi. Là thằng đàn ông ấy nhá, mọi việc phải cứ phải bình tĩnh nhá, tự tin, cứ phải từ từ thì khoai nó mới nhừ các bác ạ. À. Này chú Cóc. Hả? Ừ, chú vừa nói có thật không đấy? Em nói phét không gì? Thế thì chị với chồng chị phải sang nhà ngang ngán ngẩm đặt vấn đề luôn. Ê ê. Chớ. Ừ, không được. Sao? Theo em ấy, cái chuyện tình của thằng Quý với con Xuyên bây giờ ấy, hai bác cứ bàn giao cho em nhá. Hai bác không biết mặc cả, chết tiệt. Dạ, thưa hai cụ là các cụ ta có câu, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đúng. Chú nói thế có phải không Quý? Đúng. Có phải không cụ? Tầm môn cái thằng cóc màu ấy. Mày nói thế hóa ra là cái ao nhà tao nó đục à? Mà thằng cháu Quý, mày cứ tin chú đi. Riêng cái con chiên nhà chú ấy, nó hoàn toàn trong trắng, trong vắt, không vấn đề gì cả. Khổ quá, trật tự như con để cóc vổng nó phát biểu. Cóc vổng nó cứu nhà mình mấy bàn thua rồi. Bây giờ con phải trật tự, đừng có tham gia vào cái chuyện phát biểu. Kệ nó cóc ạ, cóc cứ phát biểu tiếp đi. Khổ quá, cái tâm môn cái thằng con nhà cụ. Con đang gọi là đang hào hứng chém gió cho nhà nó mà nó cứ nhảy chồm hố có mồm con nó ngồi. Thế thì bố ai mà có hứng mà nói nữa. Thôi bây giờ này, em nhường cho bác Phú. Bác Phú đứng dậy phát biểu. À, cảm ơn chú. Dạ thế thưa anh Ngán với chị Ngẩm. Thôi thì từ ngày hôm nay xin phép anh chị được gọi anh chị là ông bà. Cháu Ngao này, thế từ ngày hôm nay thì chúng ta trở thành thông gia. Tôi gọi cháu là ông thông gia nhá, cho nó gần gũi, được không? Ôi thì mọi người cứ thế nào thì theo thế thôi. À, thế cô Phú mà nói thế thì cũng rất là nhiệt tình bằng lòng thôi. Vâng. À, có nghĩa bây giờ là cô chú là bằng vai phải nhớ mấy thằng Ngao. Dạ. À, thế còn hai vợ chồng tôi thì được đôn lên một chức. Vâng. Tức là ông bà, tức là lại ngang vai với cả bố mẹ của cô chú. Dạ. À, tôi nói thế thì chú chỉ hết sức thông cảm. Yeah. Vâng, báo cáo ông nói là con hoàn toàn nhất trí. Đều nhỉ, trước tôi với tôi là chị em. Bây giờ đúng một cái, chúng nó lấy nhau, chúng nó yêu nhau. Thế là cô phải gọi tôi bằng mẹ đấy nhá. Đi mừng. Ờ, dạ, vâng ạ. Mồm mấp phanh đi chơi hơi xa đấy. Cóc này. Dạ. Con cứ phải phát biểu liên tục vào. Vâng. Không bà này bà ấy lại lộn lời, chết tiền. Vâng, thế thì báo cáo hai cụ thế này, về mặt gọi là phân chia ngôi thứ, coi như đã xong. Rồi. Thế bây giờ con làm việc tiếp đến cái mục thứ hai là mục tài chính. Ừ, là luôn luôn. Vâng. Thế thì như thế này, tức là thằng cháu Quý đây, nó đã thay mặt anh Ngao là nhận nợ, coi như cháu Quý bây giờ làm con nợ thay Ngao. Ôi trời ơi. Đấy.
Cho nên là cái khoản về tiền bạc ấy, quý ạ, là cháu phải có ý kiến. Chứ bây giờ mà chú này nói chuyện tiền bạc ấy, gia đình không hiểu ấy, bảo chú đứng giữa ăn hoa hồng thì chết tiền. Rồi, nói đi con. Chú yên tâm, cháu đã nói chuyện với cả em Siên rồi ạ. Ông bà đừng lo, từ nay gia đình mình sẽ không còn nợ nần ai đâu ạ. Như mọi người đã biết, hiện tại cháu đang hoàn thiện ngôi biệt thự ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chắc là một vài ngày tới cháu sẽ cho xe về chở mọi người xuống chơi ạ. Ôi, tốt quá. Quá nhỏ, tôi bị nổi luôn. Người ta có câu là cái gì, mất bò mới no nằm tuồng. Đây thằng này nó lại no nằm tuồng trước khi nó rước bò về. Ấy, bố nhằn, rất thơm mộ con luôn. Này ông ơi, trong môn cái thằng con nhau, nó lạ thật ý. Cả cái biệt thự của thằng cháu quý mà nó lại bảo là cái chuồng nó chết trong cái chứ lì. Nó ví thôi, nó ví von thôi mà. Ông bà biết không, thằng cháu quý nhá, con nhà mà anh chị Phú Sĩ đây nhá, nó tậu được một cái biệt thự sát hàn sạt chít 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 bờ biển luôn. Mà cái bờ biển nó dài phải 2 cây số. Ôi dồi ôi, dài ôi thế. Dồi ôi, cái đô thị đấy là do chuyên gia Nhật thiết kế nhá. Tiêu chuẩn 5 sao đàng hoàng. Nó tên là gì nhỉ quý nhỉ? Dạ thưa chú, đấy là khu đô thị Green Dragon City của tập đoàn TTP đấy ạ. À đúng rồi, khu đô thị Green Dragon City. Ông bà biết không, ở đấy nhá, người ta dòng nước khoáng vào đến tận nhà mình chỉ uống ấy, chơi thắng ngoài nhà luôn. Vâng thưa chú, Green Dragon City là khu đô thị đáng sống bậc nhất ở Cẩm Phả, Quảng Ninh đấy ạ. Mọi người có điều kiện mà xuống đấy mới thấy được hết cái vẻ đẹp của nó ạ. Nếu mà không lấy vợ thì cháu bán đi chắc cũng phải lãi được hơn 10 tỷ đó. Ôi, ôi, đấy. Hơn 10 tỷ à? Này chú đấy, đại gì mà bán 10 tỷ cơ mà. Cứ để đấy thỉnh thoảng ông bà xuống thăm. Mà con bố tí đi, sang tuần cả nhà mình xuống đấy. Mà cứ nấc đến biển để tự nhiên bố lại thèm ăn hải sản. Này, cả nhà mình sang tuần xuống đấy mày tén một bữa hải sản hăng say rồi đó. Cái gì? À? Anh bảo là sang tuần xuống đấy chén một bữa hải sản hăng say. Mắng chê được tiền. Này 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 này, sao anh em lại tập kết hết sơn trước cửa nhà tôi này? Công trình của mình bên kia cơ mà, anh em làm như này mình lại di chuyển thêm lần nữa à? Bảo bao nhiêu lần rồi làm chẳng khoa học gì cả. Dạ thưa sếp, em đang cho anh em dọn dẹp trong nhà, nát em cho dọn hết ạ. Thôi hai anh em vào việc đi nhá. À, đại gia quý của đất mỏ đây rồi. Chào bác Trần Dương. Chào rồi. Em chào cháu. Giới thiệu với các con, đây là anh Quý, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, một nhà đầu tư tài ba của đất Cẩm Phả. Còn giới thiệu với cháu, đây là hai cô con gái của bác. Con này là con Thảo này. Con này là con Nhi này. Ôi anh kỹ sư đẹp trai đấy. Cái này vô duyên. Bố ơi bố, à? Đây có phải anh Quý bán cho nhà mình căn biệt thự phải không bố? Đúng rồi đấy con. Mấy tháng trước á, mà bố nghe anh Quý tư vấn để lấy hai căn kia thì bây giờ bố con mình giàu to rồi. Đấy là tại bác đấy nhá. Bây giờ ấy, tất cả các căn ven biển của Green Dragon City ấy, bây giờ mà bán đều lãi chênh hơn chục tỷ bác ạ. Wow, thế mà bố không nghe anh Quý, có phải bán đi, bây giờ nhà mình giàu to rồi không? Nhà em giàu thế rồi, cần gì giàu thêm nữa, phải không bác? Nói thật với cháu, bác có hai cô con gái, bác cũng muốn là cho mỗi đứa một căn. Bây giờ bác chỉ mong có cái anh nào anh vào anh rước cho bác hai cái quả bom nổ chậm này. À mà không, không phải là bom nổ chậm, mà nó là hai quả bom nguyên tử. Bác cứ đùa, trang rể nào mà được vào nhà bác làm con rể thì khác gì chuột xa chính gạo. Mà căn biệt thự của bác hoàn thiện đến đâu rồi ạ? Nói chung là bây giờ chỉ còn có mỗi cái hạng mục sơn nó là xong thôi. Chính vì thế mà hôm nay bác đến gặp cháu để cháu tư vấn cho bác xem là có cái loại sơn nào nó vừa tốt này, nó vừa bền vừa đẹp này. Thưa bác, là tập đoàn cháu ấy là đều dùng cái anh Apanano này. Đấy, về cái anh Panano này là cả nội và ngoại thất đều rất ok. Và căn biệt thự của cháu hiện tại cháu cũng đang sử dụng Panano đấy bác ạ. Sao hạng mục sơn bố không nhờ anh Quý luôn? Anh ấy là hàng xóm, nếu có vấn đề gì mình còn mét nền luôn chứ bố. Anh Quý nhờ. Đúng rồi ấy, riêng căn phòng của em anh phải sơn màu tím thủy chung cho em anh nhá. Ôi cổ, chi được cái trứng khôn hơn vịt. Thôi bây giờ thế này nhá, bác chính thức nhờ cháu
lo cho bác cái hạng mục sơn này nhá. Bác và hai em yên tâm. Các sản phẩm sơn nước của Alpha Nano không chứa chì, không thủy ngân, đặc biệt là không mùi và an toàn cho người thi công và sử dụng bác ạ. Rồi thế thì tốt quá rồi. Hả? À, sơn mà lại không ảnh hưởng tới môi trường, tới sức khỏe của con người thì tốt quá rồi, yên tâm quá rồi, có gì nữa. À, anh ơi, nhà mình ở gần biển, liệu sơn này có chịu được hơi nước mặn không anh? Chứ em sợ là dùng được một thời gian nó lại bay màu thì xấu lắm. Riêng về việc này em không phải lo. Alpha Nano được nhập khẩu nguyên liệu từ các tập đoàn lớn trên thế giới, đặc biệt là với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản nên là rất bền màu. Nói tóm lại là Alpha Nano thách thức khí hậu Việt Nam. Thôi được rồi, bây giờ cháu sang khảo sát rồi nhận gói thầu này cho bác nhé. Thế ta đi bác nhỉ. À. Con chiên này, mày buồn cười nhá, trong mặt mày cứ chì ra thế. Mày chay chè hả con? Này, thế sao đã chay chè không bảo ông để ông nhường cho cái chỗ ở trên này ngồi, nó động gãi đỡ thay ông? Anh An ơi là anh An ơi, may quá nó một đôi chân xin thì chết tiền đấy. Trời ơi, mồm cứ hộc lên, lại mất thanh à. Anh nói linh ta linh tinh nó vừa vừa thôi nhá. Bác ơi, không sao đâu bác ạ. Thằng cô quý. Mọi người được sao, có mệt không ạ? Mệt thì cũng hơi mệt. Nhưng mà xuống đây nhìn thấy biển là bố cứ nghĩ ngay đến món hải sản con đây. Nhất là cái món tả mực ấy. Lần trước cái anh gì Tuấn Bồ Câu gửi cho 2 cân tả mực ấy. Ăn ngon ơi là ngon, mỗi tội hơi ít. Này, lần này cố gắng bảo anh ấy cho mỗi người 5 cân con ạ, ăn cho võ. Ôi trời ơi, đã đi ăn xin thì còn đòi 5 cân, chết tiền người ta. Cô giới thiệu với cả nhà, đây là bác Trần Nhượng. Và hai em Thảo Nhi ạ. Chào bà nhà. Chào bác. Chào ạ. Này, bà đi đâu ấy? Đi bắt tay. Đến lượt chưa mà bắt tay? Thằng cu quý nó là MC nhá. Nó giới thiệu ai, đến lượt ai thì người ấy lần lượt lên bắt tay nhá. Chỉ được cái nhanh nhổ thôi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Ông bà có cậu con trai thật là tuyệt vời á. Vào đây, tôi có 2 đứa con gái đây. Tôi bảo nó thích thế nào thì tôi cho không nó đưa đấy. Hay nhờ. Đẹp quá. Ôi sao con? Mày cái con Diên này. Thao mày phải khóc, mày phải bản lĩnh lên. Hết tiền đi con ạ. Không, con muốn về. Em làm sao vậy? Em chả làm sao cả. Anh lừa dối em đúng không? Anh có người khác rồi. Hai chị kia là người yêu của anh đúng không? Đấy là 2 bạn hàng xóm nhà mình em ạ. Thế chứ lẽ. Hàng xóm nhà mình. Ôi, thế ông tưởng mày say xe, hóa ra là mày ghen à? Này, mày là mày giống tính y như bà nội mày đây này. Anh này! Anh cái nỗi gì? Toàn ghen bóng, ghen gió, ghen linh, anh tình, ghen vớ, ghen vẩn thôi nhá. Bỏ ngay cái tính đi còn ạ, không chết tiền đấy. Trời bác, cháu nó còn trẻ. Này, con làm sao ấy nhở? Thằng Quý, nó chỉ yêu một mình con thôi. Đấy. Chứ nó mà yêu 2 cô chân dài kia thì nó đưa cả nhà mình xuống đây làm gì? Đúng rồi. Này, mày thấy chưa? Nó mà thích 2 con chân dài này á, còn đâu mà đến nhân mày. Đúng. Dạ quên, cháu chưa giới thiệu với bác Trần Nhượng. Đây là ông bà Ngán Ngẩm, còn đây là bố Ngao, bố vợ tương lai của cháu. Còn đây là em Xiên, là vợ tương lai của cháu ạ. Xinh quá. Thảo nào mà 2 cô con gái của tôi tấn công cậu như vũ bão mà cậu không lung lay gì cả. Rồi chúc mừng ông bà nhá. Rồi chúc mừng ông có giải quý nhá. Cảm ơn ông. Này, ông có 2 đứa con gái chân dài quá.
Không tạm anh chim hát tạo cái tàu. Thế xin cho hỏi là hai ông bà đã chuẩn bị về ở với cháu Quý chưa ạ? Dạ cảm ơn bác. Cứ khi nào mà cháu nó khánh thành xong là vợ chồng em dọn về ở luôn ạ. Chả dối gì bác, hai căn đằng kia bác không lấy, cháu lấy cả rồi ạ. Dạ. Một căn là cháu lấy cho bố mẹ cháu, còn một căn thì cháu lấy cho ông bà và bố vợ cháu ạ. Thật ạ? Tốt quá, chúc mừng ông bà nhé. Này, Green Dragon City á là một cái khu đô thị đẳng cấp 5 sao. Dạ. Nó là cái khu đáng sống nhất ở Cẩm Phả này đấy. Thôi chúc mừng ông bà nhá. Rồi, thôi tôi xin phép cũng về cái biệt thự của tôi. Dạ. Ôi ông bà ơi. Ôi. Quý ơi. Dạ. Mày nói thật cái đùa đấy à con. Mày đừng để cho ông bà với bố thốc thống nhất tại đây thì chết tiệt đi con ạ. Bố yên tâm. Căn nhà này con định để đến qua Tết con sẽ hoàn thiện. Bố và ông bà sẽ đến sống một nơi đáng sống nhất hiện nay đấy ạ. Đấy, không cần phải hoàn thiện. Tết bố ở đây ăn Tết luôn. Đừng có hoàn thiện, tốn kém. Tết tiền. Thôi, con mời ông bà và mọi người vào trong nhà đi ạ. À, mời ông bà. Xin, đi vào nhà đi em. Bạn đi đẹp luôn. Anh ạ. Quá đáng. Trông thích gì đây? Cái con Yên này. Tao không nể anh Quý, hôm nay tao tận đấy, tận đấy. Anh đã mời vào thì mình vào luôn và ngay đi. Đừng để cho hai cái đứa chân dài là nượng. Nó mà vào mất Tết liền thì con ạ. Đi vào.